Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 37. Mà lần này, ta muốn cho y thần môn bước lên Côn Lôn hư đỉnh cấp. Y đạo sa sút, võ đạo vi tôn, bắt đầu từ hôm nay, ta Diệp Thần liền muốn sửa lại cục này thế. Không là đồ tể, liền là dê con. Giờ khắc này Diệp Thần hào khí vạn trượng, ngọc trong tay làm vậy lóe lên tia sáng chói mắt. Bất quá trở lại Côn Lôn hư sau đó, hắn chuyện thứ nhất không phải quan tâm ngày đó mới cuộc chiến, dẫu sao khoảng cách ngày đó còn đã nhiều ngày. Hắn quan tâm hơn chính là sư phó tung tích. Chờ đem mẫu thân và tất cả mọi người an bài ổn thỏa sau đó, liền đi một chuyến Ngọc Thương Sơn sát lục chi địa. Ngay tại Diệp Thần suy tư đang lúc, luân hồi mộ địa đột nhiên vang lên một giọng già nua. Đồ nhi, đi vào. Diệp Thần ngẩn ra, phát hiện là Đoạn Lôi Nhân thanh âm. Không do dự nữa, hắn trực tiếp ý thức tiến vào luân hồi mộ địa. Trăm ngồi mộ bia bên trong, Đoạn Lôi Nhân đang đứng ở chính giữa chờ đợi, khi thấy Diệp Thần xuất hiện, mới xoay người. Diệp Thần cũng là phát hiện Đoạn Lôi Nhân thân thể vậy có chút ảm đạm, phỏng đoán muốn không được bao lâu, liền muốn tiêu tán. Sư phụ, Đoạn Lôi Nhân gật đầu một cái, sau đó nói, đồ nhi, có chuyện ta quên hỏi ngươi. Lần trước ngươi có thể là theo chân bất diệt chi chủ luyện chế thái cổ hư thật đan. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, Đoạn Lôi Nhân đã từng nhiều lần nhắc qua thái cổ hư thật đan. Nghe nói viên thuốc này có thể làm cho Đoạn Lôi Nhân thực chất hóa, lại có thể đột phá luân hồi mộ địa hạn chế. Diệp Thần liền vội vàng lấy ra một cái bình ngọc. Lần trước luyện chế 6 viên thái cổ hư thật đan, cho phụ thân ăn vào 2 cây, còn dư lại 4 viên. Sư phụ! Đây cũng là lần trước ta và bất diệt chi chủ luyện chế thái cổ hư thật đan, phẩm cấp không tính là quá cao, nhưng là mới có thể đến giúp sư phụ. Đoạn Lôi Nhân thấy bình ngọc, con người có chút gấp thiết, năm ngón tay nắm chặt, bình ngọc ngay tức thì xuất hiện ở Đoạn Lôi Nhân trên tay. Bình ngọc mở ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc tản mát ra, sau đó Đoạn Lôi Nhân ngón tay chấn động một cái, 4 viên thái cổ hư thật đan trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Được được được. Đoạn Lôi Nhân nói liên tục 3 tốt, hắn vậy mãi mãi giống vậy con người bắn về phía Diệp Thần, kích động nói, đồ nhi, người có bằng lòng hay không cho ta trong đó 3 viên đan dược, đây đối với ta rất hữu dụng. Một khi có cái này 3 viên đan dược, định có thể để cho ta ở Côn Lôn hư ngây ngô 3 ngày trước. 3 ngày sau, ta liền có thể nghĩ biện pháp đem thời gian kéo dài. Mặc dù ta cái này lực lượng bị giới hạn, nhưng là mượn một ít thủ đoạn. Hẳn còn có thể tồn tại chừng 10 ngày, cái này chừng 10 ngày rất mấu chốt, vi sư cần phải đi một chỗ, làm một ít chuyện. Côn Lôn hư và năm đó vậy trên trận cổ đại chiến có rất lớn liên lạc, ta phải chắc chắn vậy trên trận cổ đại chiến sau lưng một ít chuyện tình. Còn nữa, chờ vi sư sau khi đi ra ngoài, cũng có thể là ngươi tìm kiếm cơ duyên. Ngươi hẳn chú ý tới ngươi bổn mạng linh phù có thể hấp thu sấm sét, nhưng là lôi kiếp sấm điểm đối với ngươi mà nói xa xa không đủ. Nếu như ta tìm được vậy kiểu đồ, hơn nữa người mi tâm vậy đạo bất diệt lửa ngọn lửa, từ nay về sau, người chí ít đang đối mặt cái thế lực đó thời điểm, có thể tự vệ. Diệp Thần con người híp lại, cái thế lực đó. Sư phụ, là cái gì thế lực? Đoạn Lôi Nhân lắc đầu một cái, không có đánh coi là nói một chút, mà chỉ nói, đồ nhi, người bây giờ tu vi xa xa không đủ, có một số việc, chúng ta mấy vị thật ra thì có thể đối với người giấu giếm. Một khi ngươi biết, đạo tâm tất nhiên bị tổn thương. Cái thế lực này, cho dù là chúng ta mấy vị đại năng trạng thái bây giờ, vậy không nhất định có tư cách đụng chạm. Ta duy nhất có thể làm chính là đi xem, ban đầu Trần Thiên Lê bước vào Côn Lôn hư, trừ đi Vạn Kiếm Tông, chính là đi chỗ đó, hắn lưu lại một ít đầu mối, ta phải theo đầu mối đi chứng thật một chút ta ý nghĩ trong lòng. Diệp Thần nghe được câu này, biết rõ những thứ này đại năng sự việc. Lấy hắn bây giờ thực lực căn bản không cách nào đụng chạm, liền gật đầu nói, là sư phụ, nếu ngươi cần những cái kia thái cổ hư thật đan, liền cầm đi. Đoạn Lôi Nhân nghe được Diệp Thần cho phép vậy không do dự, trôi lơ lửng ở trước người 3 viên thái cổ hư thật đan nhẹ một chút 3 hạ, ngay tức thì hóa là vô số bột. Uyển như tinh quang chấm. Vô số ánh sao bao quanh Đoạn Lôi Nhân, vậy nguyên bản ảm đạm bóng người tràn vào lại dần dần thực chất. Thậm chí hơi thở vậy mạnh lớn không ít. Đoạn Lôi Nhân nhắm mắt lại, hai tay dương ra, luân hồi mộ địa vô số linh khí điên cuồng hướng hắn vào tới.
Chớp mắt bây giờ, Đoạn Lôi Nhân trên người áo khoác tựa như cũng biến hóa. Kim bào ngưng tụ, trường kiếm bên hông tràn ra từng cơn sấm sét. Vô số lôi hồ quấn quanh toàn thân. Một cái ánh mắt, thậm chí để cho Diệp Thần tựa như thấy được sấm sét ở trong con người phóng thích. Hắn biết Đoạn Lôi Nhân tu luyện lôi hệ công pháp, lại không nghĩ rằng sẽ là tình cảnh này à. Đoạn Lôi Nhân hưởng thụ trình độ cao nhất, quả đấm hơi cầm chặt, thật lâu không có loại này lực lượng cảm giác. Chỉ tiếc, và ta năm đó bản thể lực lượng chênh lệch mấy chục ngàn lần, à. Đột nhiên, Đoạn Lôi Nhân vậy đạo trong mắt nhìn về phía Diệp Thần, một bước bước ra, động nhược sấm sét. Đồ nhi, phi sư lần này rời đi có thể phải một ít ngày giờ, chờ điều tra ra sự kiện kia liền trở về. Vốn là hết thảy có thể giao cho Lâm Thanh Huyền, đáng tiếc lấy Lâm Thanh Huyền tính cách, không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không ra tay, cho nên rất nhiều chuyện tình vẫn là phải xem ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, sư phụ, có cần hay không ta và ngươi cùng đi. Đoạn Lôi Nhân lắc đầu một cái, thứ nhất, ta biết ngươi muốn đi tìm ngươi vậy ngoại giới sư phụ, năm năm này, ngươi thiếu hắn không thiếu, có chút ân tình xác thực phải trả. Thứ hai, ngươi bây giờ thực lực, tuyệt đối không thể bại lộ quá sớm, luân hồi mộ địa là ngươi lớn nhất bí mật, nếu như cái thế lực đó nhận ra được ngươi ta, hậu quả sẽ rất phiền toái, ta một người đủ để. Ở trước khi rời đi, ta dạy ngươi một kiểu đồ, chỉ ít có thể để cho ngươi mặt đối với phần lớn nguy hiểm, tự vệ mấy phần. Nói xong, Đoạn Lôi Nhân điểm mũi chân một cái, vô hình đợt khí đột nhiên cuốn lên, hắn thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Luân hồi mộ địa vô số sấm sét điên cuồng xông lên xuống, đập vào Đoạn Lôi Nhân trên thân hình. Nhưng là cái này sấm sét không chỉ không gây thương tổn được Đoạn Lôi Nhân, ngược lại để cho Đoạn Lôi Nhân hơi thở hơn nữa sợ rằng. Tựa như bầu trời thần tôn. Đồ nhi, lần này ta dạy ngươi tên là Cửu Tiêu Kinh Lôi Kiếm. Kiếm ra cửu tiêu, lấy trong tay ngươi Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, lại phối hợp vạn quân sấm ý, đủ để phát sinh kinh thiên thế. Đoạn Lôi Nhân ở trong hư không một bước bước ra, một tiếng giống giận. Trên bầu trời lại rơi xuống hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện. Sấm sét bọc Đoạn Lôi Nhân, tựa như hóa là một cái to lớn lôi cầu. Một khi nổ, tuyệt đối kinh người. Đoạn Lôi Nhân ở lôi cầu trong đóng chặt tròng mắt, nhẹ giọng nói, đồ nhi, coi trọng. Tròng mắt mở ra, như trong đêm tối vì sao dày đặc. Sau đó... Hắn trường kiếm bên hông trực tiếp ra khỏi vỏ, kiếm pháp múa. Kiếm ý mang từng tia quang điện, tựa như ở trên bầu trời vẽ cái gì. Mấy giây sau đó, Diệp Thần phát hiện kiếm ý trên lại hình thành một đạo cổ xưa phạm văn. Rồi sau đó, Đoạn Lôi Nhân một giọt máu tươi bước ra. Phù văn vỡ vụn, Cửu Tiêu Kinh Lôi Kiếm, kiếm ra cửu tiêu, chém chết hồng trần. Một đạo kinh thiên nộ hống, trăm ngồi mộ bia chấn động. Đồng thời vậy bầu trời vạn quân sấm sét cấp tốc co rút lại. Chớp mắt gian lại có thể hóa là một đầu sấm sét cự thú, từ trên bầu trời chạy như điên tới. Mỗi một bước, liền để cho không gian chấn động. Còn chưa rơi xuống, Diệp Thần chính là bởi vì trong không khí khí ba, không ngừng lui về phía sau. Thậm chí khạc ra một ngụm máu tươi. Lực lượng này quá mẹ hắn nghịch thiên. Đừng nói vậy thánh vương cảnh. Coi như là thánh vương cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn phản hư cảnh, vậy không nhất định có tư cách chống cự à. Diệp Thần lùi ước chừng 100 mét, hơi thở mới phải bị một ít. Mà vậy sấm sét cự thú chợt hướng mặt đất đập tới. Bành! Một đạo kinh thiên vang lớn ầm ầm vang khắp. Vang lên vạn trượng bụi đất. Mặt đất chấn động uy lực còn lại thật lâu không thể tản đi. Tựa như ngày tận thế tới. Đây cũng là Đoạn Lôi Nhân lực lượng chân chính. Cũng quá mẹ hắn kinh khủng đi. Làm bụi đất tản đi, hết thảy rõ ràng. Diệp Thần nhưng là thấy một cái cơ hồ sân bóng rỗ vậy lớn hố sâu. Cái này hố sâu xa không có đơn giản như vậy, nếu như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện hiểu rõ lấy tính chục nghìn vết kiếm đồng thời chế thành. Một chiêu này không chỉ có thể giết một người, thậm chí có thể giết tới hơn 100.000 người tu luyện à. Còn không có chờ Diệp Thần kịp phản ứng. Giữa không trung Đoạn Lôi Nhân chậm rãi rơi xuống, đi tới Diệp Thần trước người. Sau đó hắn nhìn một cái xa xa yên lặng nằm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, liền nói, thừa dịp máy bay còn không có tung tích trước,
ngươi dựa theo ta mới vừa rồi một kiếm, thi triển, ta xem ngươi nắm giữ mấy phần. Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, nhưng là nghiêm túc gật đầu một cái, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, tới. Một đạo hàn quang thoáng qua, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn đứng ở luân hồi mộ địa trung ương, bắt đầu thi triển. Dòng dã hai tiếng, hắn đều ở đây luân hồi mộ địa học tập. Hắn phát hiện một kiếm này, xa không có nhìn như đơn giản như vậy. Mình đan điền chân khí, bổn mạng linh phù lôi kiếp, thậm chí còn lực lượng, xa xa không đủ. Chỉ riêng khí thế hắn đều không cách nào chịu đựng. Cửu tiêu kinh lôi kiếm dưới mắt muốn thi triển, trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không rất mệt khó khăn. Thần nhi, đến núi Côn Lôn phi trường quốc tế. Nghe được bên tai Giang Dung thanh âm, Diệp Thần mới thanh tỉnh lại, rời đi luân hồi mộ địa, trở lại thực tế bên trong. Đoàn người xuống máy bay, thì có Long Hồn chiến sĩ mở xe sớp ở sân bay chờ. Thông qua xe sớp cùng với một ít chỉ có thể đi bộ đoạn đường, Diệp Thần mang bốn người tiến vào Côn Lôn hư. Bởi vì có Thanh Huyền đỉnh lệnh bài thân phận, những cái kia giữ cửa người ngược lại là không có giống lần đầu tiên như nhau gây khó khăn. Mới vừa bước vào Côn Lôn hư, Giang Dung, Tôn Di cũng phát hiện một ít thân thể thay đổi. Loại cảm giác này giống như nặng lấy được tân sinh vậy. Tiểu thần tử, đây chính là Côn Lôn hư, nhìn như vậy không quá xa, thật giống như ngay tại Hoa Hạ núi Côn Lôn bên trong. Tại sao trên bản đồ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua chỗ này? Nơi này bát ngát như vậy, không khoa học à? Diệp Thần cười một tiếng, giải thích thời đại thượng cổ, Côn Lôn hư và Hoa Hạ vốn là một thể, càng không có gì phân chia, chỉ bất quá sau đó, có đại năng muốn đem người tu luyện và không cách nào tu luyện phàm căn người phân biệt, liền cưỡng ép phân chia. Nghe nói hơn ngàn vị cao cấp trận pháp đại năng liên hiệp thiết lập trận, mới phong tỏa linh khí tại Côn Lôn hư bên trong, nơi đây là thật tốt người tu luyện chi địa, các ngươi ở chỗ này tu luyện có thể so với ngoại giới mau hơn mười mấy lần. Từ trình độ nào đó mà nói, và Hoa Hạ không có quá hơn khác biệt, thậm chí còn kiến trúc và mặc quần áo phong cách cũng kém không nhiều, chỉ bất quá ngoại giới một ít khoa học kỹ thuật, nơi này người tu luyện khinh thường mà thôi. Giang Dung ngược lại không quan tâm chỗ này. Mà chỉ nói, thần nhi, nơi đây khoảng cách người phụ thân có còn xa lắm không? Diệp Thần tự nhiên biết mẫu thân muốn gặp phụ thân vội vàng tâm tình, liền nói, đi thôi, nếu như mau, trước khi trời tối có thể chạy tới. Đoàn người hướng Thanh Huyền đỉnh đi. Diệp Thần ở phía trước nhất, lại không có chú ý tới Ngụy Dĩnh từ đầu tới cuối không nói gì. Thậm chí sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng trên cổ địa phách huyền thạch vậy mở đi mấy phần. Vậy yên lặng thanh âm lại xuất hiện. Đến từ sát huyết hàn thể. Ngụy Dĩnh, ta biết ngươi thích vậy Diệp Thần, nhưng là ngươi cho rằng vậy Diệp Thần thích ngươi sao? Hôm đó ở băng thành như vậy tư thế mập mờ, hắn cũng không có đem ngươi đẩy ngã, hắn là một người đàn ông, ta nên nói hắn thân sĩ đâu, vẫn là nói hắn đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Nơi đây là Côn Lôn hư, linh khí cực kỳ đậm đà, đặc biệt thích hợp ta. Chỉ cần đem ngươi trên người đá lấy xuống, ta liền có thể để cho ngươi lấy không thể nghi ngờ thân phận đứng ở thằng nhóc kia trước mặt. Còn nữa, nơi này nguy hiểm xa xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn hơn, ngươi cảm thấy lấy thằng nhóc này cuồng vọng tính cách, hắn có thể sống bao lâu? Bây giờ chỉ có ta có thể giúp hắn. Ngụy Dĩnh bị nói trong lòng có chút rộn ràng, nàng nhìn một cái đi về phía trước Diệp Thần, tự nhủ, đừng lấy là ta không biết, hôm đó ngươi là muốn chiếm cứ ta toàn bộ. Từ nay về sau, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Diệp Thần nói chỉ cần ta tu luyện, thực lực tăng lên, không chỉ có thể không bị ngươi ảnh hưởng, càng có thể chiếm đoạt ngươi để cho ta đổi được mạnh hơn. Ngụy Dĩnh trong cơ thể sát huyết hàn thể nghe được câu này, ngay tức thì không nói thêm gì nữa. Thằng nhóc kia cho Ngụy Dĩnh hàn tâm quyết, để cho Ngụy Dĩnh tu luyện, bây giờ Ngụy Dĩnh hiển nhiên không lòng tu luyện, đưa đến độ tiến triển cực kỳ chậm. Nếu quả thật tiếp tục tu luyện tiếp, Ngụy Dĩnh tự thân thần hồn và linh thức cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ, đến lúc đó sát huyết hàn thể chỉ có thể thành là phụ thuộc. Màn đêm buông xuống, đoàn người rốt cuộc đi tới Thanh Huyền đỉnh. Giang Dung làm bước lên Thanh Huyền đỉnh nháy mắt, chính là trong mắt một mực vẫn nhìn chung quanh, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Nhưng là thật lâu không có phát hiện Diệp Thiên Chính, nàng lại là vội vàng vạn phần. Nàng thậm chí có chút sợ hãi hết thảy các thứ này đều là một giấc mộng.
Đột nhiên một giọng nói ở Giang Dung sau lưng vang lên. Bội Dung. Nghe được cái này quen thuộc thêm từ tính thanh âm, Giang Dung thân thể cứng ngắc, chợt xoay người. Khi nàng nhìn thấy sau lưng Diệp Thiên Chính, hai tròng mắt ngay tức thì lóe ra nước mắt, những ngày qua áp lực toàn bộ phóng thích. Nàng liều mạng tu luyện, không phải là vì người một nhà đoàn tụ. Ban đầu từ u hồn ngục giam đi ra, nàng vốn cho là hết thảy đều tốt. Lại không nghĩ rằng Lâm Tuyệt Long xuất hiện, mang đi Diệp Thiên Chính. Rất miễn cưỡng phá hư bọn họ một nhà hạnh phúc. Làm Diệp Thần ở đài võ đạo trọng thương Lâm Tuyệt Long và chém chết người bảo vệ, nàng vốn cho là cuộc sống ở từ từ thay đổi xong. Lại không nghĩ rằng dắt kéo ra lớn hơn sự việc. Mà trước mắt, hết thảy các thứ này lại có thể chỉ như vậy thực hiện ở trước mặt nàng. Giang Dung và Diệp Thiên Chính thật chặt ôm chung một chỗ. Phức tạp tâm trạng lan tràn. Hoặc cảm động, hoặc ôn tình. Diệp Thần nhìn trước mắt một màn, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều rất đáng. Dù là bị thương không biết bao nhiêu lần, chỉ cần kết quả là trước mắt như vậy, vậy hắn không oán không hối hận. Nếu như không có luân hồi mộ địa, mình bây giờ lại ở nơi nào? Cố nhiên hắn huyết mạch cực kỳ đặc thù, có Côn Lôn hư Diệp gia nghịch thiên huyết mạch, hơn nữa trên người mẫu thân linh mạch. Hoa Hạ và Côn Lôn hư kiểm tra máy móc đều không cách nào chắc chắn hắn thiên phú vào huyết mạch. Chỉ có dùng phàm căn tới quyết định. Ở đó nhóm cao cao tại thượng trong mắt người, chân chính thiên phú chỉ có bị bọn họ kiểm tra ra mới tính. Mà hắn định trước phàm căn. Định trước bị hung hãn dẫm ở dưới chân. Nếu đi tới Côn Lôn hư, có ít thứ là nên lấy về lại. Hắn không chỉ phải dùng Diệp Thí Thiên tới chấn động Côn Lôn hư, Diệp Thần danh tự này cũng phải vang khắp. Cũng không biết làm Côn Lôn hư đám này thiên chi kiêu tử cũng hoặc là vô thượng tông môn đứng đầu phát hiện mình chân thật thân phận lại sẽ là dạng gì diễn cảm. Còn có Côn Lôn hư Diệp ra cùng với đạo tông. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong mắt ôn tình nhưng là hóa là một đạo lửa giận. Côn Lôn hư Diệp ra năm đó như thế nào đối đãi ra ra ta nãi nãi, lần này ta cũng muốn cho bọn họ chịu đựng loại đau khổ này. Bước vào Hoa Hạ ra ra biết tuổi thọ không thể khống chế. Liền đem hết thảy hy vọng đặt ở trên người ta, bày đại cuộc, chờ đợi ta cường thế trở về. Có lẽ, ra ra chờ đợi chính là bây giờ đi. Còn có y thần môn sư phụ, vậy 5 năm, ngươi liều mạng bảo vệ ta, buông tha tôn nghiêm, ta từng trách ngươi không dạy ta võ đạo, thậm chí hận ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình đương thời có bao nhiêu không hiểu chuyện, ngươi bảo vệ nhiều năm như vậy, nếu như ban đầu không phải ngươi đem ta từ Hồ Đông tiền cứu. Có lẽ thế gian sớm cũng chưa có ta Diệp Thần, bây giờ cũng nên do ta bảo vệ ngươi. Ngay tại Diệp Thần yên lặng lúc đó, Thanh Huyền Đỉnh lão tổ bước nhanh tới. Diệp tiên sinh, xin rời bước một chút. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ rất sợ phá hoại trước mắt hài hòa, hắn vốn không muốn tìm Diệp Thần, nhưng là thế cuộc trước mắt vẫn là sớm đi nói cho Diệp Thần thì tốt hơn. Diệp Thần gật đầu một cái, và Thanh Huyền Đỉnh lão tổ đi tới xó xỉnh chi địa. Thế nào, Diệp Thần hỏi. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ cũng không nói nhảm, nói thẳng, Diệp tiên sinh, từ lần trước trận bàn nhận ra được ngài sư phụ ở Ngọc Thương Sơn khu vực, ta liền phái một vị đệ tử đi nơi đó lưu ý mấy phần. Ngay tại xế chiều hôm nay, vậy vị đệ tử truyền tin cho ta, Đạo Tông đã phái mấy vị cường giả tiến vào Ngọc Thương Sơn sát lục chi địa, ta sợ là Đạo Tông vậy phát hiện ngài sư phó tồn tại, chuẩn bị ra tay. Năm đó trận chiến ấy, ngài sư phụ mặc dù thắng Đạo Tông người, lại bị Đạo Tông tông chủ không để ý hết thảy cường thế ra tay, phế bỏ đan điền, tựa như chó chết, nếu như không phải là có người kịp phản ứng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ đó về sau, Đạo Tông tông chủ một mực đang bế quan sau khi đi ra, liền phái Đạo Tông cường giả tàn sát y thần môn, cũng may ngài sư phụ kịp thời mang mấy vị đệ tử trước tới nơi này, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ ngài sư phụ bại lộ, dựa theo Đạo Tông tông chủ tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho đối với hắn người có uy hiếp còn sống. Diệp Thần con ngươi tràn ra từng đạo tức giận. Sư phụ gặp nguy hiểm. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Hắn mặc dù y đạo thông thiên, nhưng là đan điền bị phế, nếu quả thật phát sinh đấu tranh, sư phụ tuyệt đối không phải đám người kia đối thủ. Diệp tiên sinh, còn nữa, hôm nay có những người này ở Côn Lôn hư hỏi thăm ngài tung tích. Ta để cho một ít đệ tử theo dõi những người đó, phát hiện một kiện chuyện trọng yếu hơn,
những người này đều cùng Đạo Tông có rất lớn liên lạc. Đạo Tông tựa hồ biết ngài từ Hoa Hạ tiến vào Côn Lôn Hư, đoán chừng là bởi vì ngài sư phó nguyên nhân, chỉ sợ cũng sẽ đối ngài ra tay. Ta đề nghị là, ngài và ngài phụ mẫu đám người ở nơi đây nghỉ ngơi, đoạn này thời gian tốt nhất không muốn bại lộ, mà ta tự mình đi một chuyến Ngọc Thương Sơn sát lục chi địa, nghĩ biện pháp đem ngài sư phụ mang về. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền ngắt lời nói, không cần, ngươi phải làm chính là ở chỗ này bảo vệ ta an toàn của cha mẹ, có Thanh Huyền đỉnh trận pháp, cộng thêm sự tồn tại của ngươi, tuyệt đối là dưới mắt nơi an toàn nhất. Vậy Diệp tiên sinh ngài. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo rét lạnh độ cong, ta đi một chuyến Ngọc Thương Sơn, ta đây là muốn sẽ ném cái này tông, nếu như hắn dám động ta sư phụ, ta liền tàn sát toàn bộ tông môn. Thanh Huyền đỉnh lão tổ nghe được câu này lời lừa dối sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, không được à. Đạo tông không thể so với huyết minh, hai người chênh lệch như trời, ngài có thể phá hư huyết minh, nhưng mà vậy đạo tông nhưng là căn bản không phá hết à, cho dù là ta cũng không cách nào dung chuyển. Còn nữa, huyết minh sở dĩ như thế dễ dàng xảy ra chuyện, là bởi vì là huyết minh một vị kia đã sớm đi Vân Du rồi. Đến lúc đó nếu như trở về phát hiện huyết minh có vấn đề, tất nhiên tức giận, mà đây đạo tông chỉ riêng mấy vị trưởng lão liền và huyết minh dạo chơi vị kia không phân cao thấp. Càng không cần phải nói là đạo tông tông chủ. Diệp Thần vậy lười được giải thích, ta trong lòng hiểu rõ, người vậy đừng khuyên. Nói xong, hắn chính là hướng Giang Dung và Diệp Thiên Chính đi. Thanh Huyền đỉnh lão tổ nhìn Diệp Thần viễn đi hình bóng, thở dài một tiếng. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện à. Hắn so người bất kỳ cũng không hy vọng à. Diệp Thần sau lưng cố nhiên có Lâm Thanh Huyền, nhưng là phỏng đoán cũng chỉ là một đạo thần niệm, không thể giúp Diệp Thần quá hơn. Diệp Thần nếu như chết, cái này thần niệm tất nhiên tiêu tán. Đến lúc đó ai gánh lên y đạo cái này cờ lớn. Y đạo ở Côn Lôn Hư tịch mịch đã nhiều năm như vậy, khó khăn cho ra hiện có thể dung chuyển võ đạo địa vị tồn tại. Hiện tên này nhưng đi tìm đạo tông phiền toái. Đây không phải là muốn chết sao? Mấu chốt cái này Diệp Thần liền mẹ hắn là tánh bướng bỉnh à. Khuyên không nhúc nhích à. Ngày này, Diệp Thần cơ hồ và phụ mẫu sống chung một chỗ, tận lực ở lâu một chút thời gian cho người nhà. Thật vất vả đoàn tụ, nếu như lập tức rời đi chân thực có chút không vừa làm. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút bận tâm y thần môn tình huống. Thần nhi, người có phải hay không có tâm sự? Giang Dung thành tựu mẫu thân, tự nhiên thời gian đầu tiên phát hiện khác thường. Diệp Thần liền vội vàng lắc đầu, không có, chính là cảm thấy hết thảy các thứ này có chút giống mộng. Diệp Thiên Chính nghe được câu này, mở miệng nói, thần nhi, nếu như không đoán sai, người hiện đang lo lắng cho hẳn là ban đầu cứu ngươi sư phụ đi. Diệp Thần không có ở đây Thanh Huyền đỉnh đoạn này thời gian. Hắn vậy từ Thanh Huyền đỉnh lão tổ trên người biết một ít thứ. Tự nhiên đoán được Diệp Thần bây giờ không yên lòng nguyên nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần không nói gì, Diệp Thiên Chính nhưng tiếp tục nói, thần nhi, chúng ta Diệp gia hạng người không phải người vong ân phụ nghĩa, người sư phụ đối với người có ân, nếu như không có hắn, chúng ta bây giờ hết thảy cũng không thể. Bất kể như thế nào. Người cũng hẳn đi một chuyến Ngọc Thương Sơn. Ba, nhưng mà, chấm, Diệp Thần có chút do dự. Không cần nhưng mà, người trực tiếp đi đi, huống chi ta hai người chúng ta ở chỗ này sống chung, người liền trở thành kỳ đà cản mũi, như vậy không tốt đâu. Diệp Thiên Chính nói đùa. Giang Dung mặc dù không biết chuyện gì, nhưng cũng là giúp đỡ Diệp Thần. Thần nhi, mụ chỉ có một yêu cầu, chú ý an toàn, không muốn khoe tài, đi đi. Diệp Thần suy tư mấy giây, vẫn đứng lên, được, chờ ta tìm được sư phụ, liền lập tức trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Côn Lôn Hư Diệp gia. Được, Diệp Thiên Chính nghe được Côn Lôn Hư Diệp gia, trong lòng cũng là có chút tức giận. Thù giết cha, không đội trời chung. Vốn là lấy lão gia tử thân thể, bây giờ tuyệt đối còn vô cùng cường tráng. Nhưng là vậy Côn Lôn Hư Diệp gia được voi đòi tiên. Lại là dùng loại này bị ổi thủ đoạn đem phụ mẫu đuổi ra khỏi Diệp gia. Dùng đan dược để cho phụ mẫu cùng trong chốc lát qua đời. Cướp đoạt sinh mạng. Xúc sinh hành vi. Bất kể như thế nào, khẩu khí này cũng nuốt không trôi.
Chờ Diệp Thần rời đi sau đó, Giang Dung mới tò mò nhìn về phía Diệp Thiên Chính. Thiên Chính, người mới vừa rồi cùng Thần Nhi nói Côn Lôn hư Diệp gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Chính thở dài một hơi, liền đem biết sự việc tất cả đều nói hết. Vợ chồng bây giờ ngược lại là không cần thiết giấu giếm cái gì. Làm Giang Dung nghe đến lão gia tử xảy ra chuyện lại là hắn giết. Trong lòng cũng là chấn động mấy phần. Trong mắt của nàng do khiếp sợ dần dần chuyển là kiên quyết, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Chính, nghiêm túc nói, Thiên Chính, lão gia tử không riêng gì ngươi phụ thân, cũng là ta phụ thân, cái thù này, chúng ta không thể luôn là ký thác vào Thần Nhi trên mình. Trên người hắn áp lực đã rất lớn, hắn thừa nhận đồ so chúng ta tưởng tượng còn muốn hơn. Bắt đầu từ hôm nay, người ta cùng nhau tu luyện, hy vọng chờ Thần Nhi trở về, hắn mới có thể có sở kinh vui. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Thương Sơn vòng ngoài. Diệp Thần còn không có tiến vào, chính là bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Chỉ riêng vòng ngoài chừng trên trăm người. Có một đống không một đống ở vùng lân cận quét nhìn lui tới người. Mấu chốt còn có chút người làm cờ xí, hiển nhiên là tuyển người. Dẫu sao sát lục chi địa rất là nguy hiểm, chỉ cần một người tiến vào, phỏng đoán phần thắng quá nhỏ. Phần lớn người cũng sẽ tổ chức một cái bốn người chừng đội ngũ. Bốn người thành trận, đối mặt một ít nguy hiểm, cũng sẽ không có góc chết. Còn thiếu một người, có hay không phải cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Chúng ta đây có thể có một vị thánh vương cảnh cường giả chấn giữ. Bất quá gia nhập người thực lực chí ít ở nhập thánh cảnh tầng thứ 5 trở lên. Ba người đội ngũ ở đó thét to liền mấy tiếng, rất nhanh liền gọp đủ. Dẫu sao thánh vương cảnh ở chỗ này cũng coi là một khối cường giả. Có cường giả cùng nhau tiến vào, chí ít có thể no chướng mấy phần. Không thiếu đội ngũ đều ở đây kéo người, phàm là tiến vào Ngọc Thương Sơn, có chút thực lực cũng sẽ lập tức bị người kéo đi. Tựa như Hoa Hạ hội tuyển mộ, rất là nóng như lửa. Bất quá Diệp Thần ngược lại là không người quấy rầy, bởi vì hắn hơi thở là siêu phàm cảnh tầng thứ hai, như vậy hơi thở, ở chỗ này coi như là cấp thấp nhất một nhóm. Tự nhiên khinh thường, ai nguyện ý mang một cái phiền toái. Diệp Thần tự nhiên cũng không dự định họp thành đội, bất quá hắn đối với Ngọc Thương Sơn không quen, thật muốn đi vào trong đó khẳng định phiền toái không thiếu. Nếu như tìm người dẫn đường không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, một đạo thơm mát xông vào mũi, chỉ gặp một cách đại khái 10 sao sao tuổi cô gái xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Cô gái có trong suốt con ngươi, mày liễu nhỏ dài, vừa đúng lúc. Thật dài lông mi mau tô điểm, hơn nữa trắng nõn không tì vết ra, anh đào vậy cái miệng nhỏ nhắn, ngược lại cũng coi là lên nơi này tiểu mỹ nữ. Bất quá trên người cô gái quần áo có chút lôi thôi lếch thếch, tựa hồ là phái nam quần áo, còn có chút rộng lớn. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, tiểu mỹ nữ này trên người quần áo lại có long hồn ký hiệu. Long hồn cho long hồn đội viên sẽ phát một ít ứng đối đặc thù hoàn cảnh quần áo, nhưng là làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ người này đến từ long hồn? Diệp Thần trí nhớ không tệ, nhưng là cái cô gái này, hắn nhưng là chưa bao giờ gặp qua. Cô gái cười một tiếng, thoải mái đưa tay ra cái đó. Ta kêu Ôn Thi Thi. Chúng ta bên này còn thiếu một người, muốn không muốn cùng nhau. Sát lục chi địa, nếu như không góp bốn người, nhưng mà rất nguy hiểm nha. Ôn Thi Thi có thể nhìn ra Diệp Thần trong mắt nghi ngờ, khẳng định đối phương là lần thứ nhất tới. Mặc dù tu vi quá thấp, nhưng là nói thế nào đi nữa cũng là một người, miễn cưỡng có thể phụ một tay. Dĩ nhiên, nàng sở dĩ mời Diệp Thần càng nguyên nhân trọng yếu, là trên người đối phương quần áo. Rất hiển nhiên đến từ Hoa Hạ. Diệp Thần nhíu mày một cái, không đồng ý, ngược lại nói, trên mình ngươi quần áo là từ đâu tới. Ôn Thi Thi ngẩn ra, sau đó liền cười nói, xem ra ta thật không đoán sai, ngươi hẳn đến từ Hoa Hạ đi, cái này quần áo là ta phụ thân, bất quá hắn là 20 năm trước tiến vào, dựa theo ngươi tuổi tác, hẳn không biết. Ta phụ thân ở Ngọc Thương Sơn sát lục chi địa, lần này ta dự định và tỷ tỷ đi. Lời còn chưa nói hết, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Thi Thi, tên này là ai? Diệp Thần ngẩng đầu lên, khi thấy nói chuyện cô gái, hắn diễn cảm đổi được vô cùng cổ quái. Bởi vì cô gái này và Ôn Thi Thi lại giống nhau như đúc. Xanh đôi,
Cũng may Ôn Thi Thi tóc là hắc dài thẳng, mà đây cái trong trẻo lạnh lùng cô gái cuộn đầu phát, hiện ra hết dầu kinh nghiệm. Chỉ bất quá đối phương ánh mắt bên trong tựa như mang vẻ địch ý. Cô gái kéo lại Ôn Thi Thi tay, trách cứ, ta nói qua, không nên cùng bất kỳ người đàn ông xa lạ, người chẳng lẽ quên. Ôn Thi Thi liền vội vàng chỉ Diệp Thần, giải thích, tỷ tỷ, chúng ta không phải còn thiếu một người sao. Liền hắn đi. Không được, hắn chính là siêu phàm cảnh, chỉ cho chúng ta thêm phiền toái, tìm những người khác nữa. Cô gái vô cùng quả quyết, xem Diệp Thần trong mắt cũng là cực kỳ khinh thường. Ôn Thi Thi liền vội vàng kéo lại cô gái quần áo, làm nũng nói, tỷ tỷ, người này và ba ba đến từ cùng một chỗ, người quên ba ba một mực lẩm bẩm Hoa Hạ sao. Nếu như ba ba thấy hắn, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe được Hoa Hạ, cô gái ánh mắt ngược lại là thu liễm mấy phần, sau đó gắt gao ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói, ngươi như thế nào chứng minh ngươi đến từ Hoa Hạ? Chỉ riêng quần áo cũng không cách nào chắc chắn ngươi thân phận. Diệp Thần coi như là phục trước mắt cô gái, bất quá ở Côn Lôn hư đúng là phải cẩn thận, hơi lơ là, mệnh liền giao phó ở chỗ này. Hắn nhìn một cái nói chuyện cô gái, liền nói, nếu như ta không đoán sai, người phụ thân hẳn đến từ Hoa Hạ Long Hồn đi. Nghe được Hoa Hạ Long Hồn, cô gái trong mắt sốt cuộc xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ bất quá kinh ngạc chớp mắt rồi biến mất, xoay người kéo Ôn Thi Thi hướng một cái khác nam tử đi. Đã như vậy, ngươi, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức lên đường. Còn nữa, khi tiến vào sát lục chi địa trước, có thể sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không chiếu cố đến ngươi sống chết. Ngươi phải làm chính là không tiếc hết thảy sống sót. Còn nữa, ta kêu Ôn Đình Đình, có bất kỳ vấn đề đến tìm ta, không nên tìm muội muội ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần có chút bối rối, mình vậy không đáp ứng à? Ôn Thi Thi xoay người, hướng về phía Diệp Thần nháy mắt mấy cái, khá là hoạt bát. Không lâu lắm, hai tỷ muội mang một cái khác tay cầm trường kiếm người đàn ông đi tới. Người đàn ông cả người mày kiếm, thân hình cao lớn, hơi thở ở nhập thánh cảnh tầng thứ 5 chừng. Làm hắn phát hiện người cuối cùng lại là một cái liên nhập thánh cảnh cũng không có bước vào phế vật, liền nhìn về phía Ôn Đình Đình nói, Đình Đình, thằng nhóc này chính là cái người thứ tư. Còn không bằng không tìm à. Ôn Đình Đình hừ lạnh một tiếng, Tiếu Kiến, nếu như ngươi không hài lòng, có thể rời đi. Còn nữa, ta kêu Ôn Đình Đình, chúng ta còn không có quen thuộc đến có thể tiết kiệm đi họ. Ngươi như kêu nữa Đình Đình, ta một kiếm chém ngươi. Ôn Đình Đình lời nói bên trong mang một tia thô bạo và cường thế, ngược lại là và muội muội Ôn Thi Thi ôn nhu và hoạt bát tạo thành hoàn toàn tương phản. Ôn Đình Đình và Ôn Thi Thi mới vừa đi mấy bước, phát hiện cái gì, bước chân dừng lại. Một đôi hàn mâu bắn về phía Diệp Thần, chất vấn, tại sao ngươi còn không đuổi theo? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn vốn là muốn mang Ôn Thi Thi tiến vào sát lục chi địa. Đối phương hiển nhiên là Long Hồn chiến sĩ đứa nhỏ, cho dù là lão một đời Long Hồn chiến sĩ, không phải hắn dạy một nhóm người kia. Hắn có thể đảm bảo vẫn sẽ đảm bảo. Liền là Hoa Hạ Long Hồn cái này bốn chữ. Nhưng là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, cái này tỷ tỷ Ôn Đình Đình thái độ như vậy vênh váo hung hăng, trên cao nhìn xuống, tựa như chấp chưởng hết thảy. Nàng mới không muốn nghe từ khi người này mệnh lệnh. Nói cách khác, loại đàn bà này phiền toái nhất. Diệp Thần lắc đầu một cái, tự mình hướng bên trong đi xin lỗi, ta một người vào liền có thể đi. Ôn Đình Đình ngẩn ra, sắc mặt kéo xuống. Chính là siêu phàm cảnh, một người tiến vào sát lục chi địa. Đây không phải là muốn chết sao? Phỏng đoán còn chưa tới sát lục chi địa, liền đã chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực, có thể sống sót sao? Ôn Đình Đình cười lạnh nói. Ôn Thi Thi hiển nhiên cũng là lo lắng Diệp Thần, liền nhẹ giọng nói cái đó. Ta cũng không biết ngươi kêu gì. Diệp Thần. Diệp Thần trả lời, hắn đối với muội muội Ôn Thi Thi ngược lại có chút hảo cảm. Chí ít biết rõ mình tu vi không cao, còn mời mình, đủ để chứng minh hiền lành. Diệp Thần, cái này sát lục chi địa có thể không phải là đùa, ngươi không được rõ bên trong. Bên trong không chỉ sẽ có người tu luyện giết người vượt bảo, còn có hung thú hoành hành, bởi vì sát lục chi địa huyết khí quá nặng, Côn Lôn hư linh thú cũng biến dị, cực kỳ tàn bạo, cái này cũng là mọi người họp thành đội nguyên nhân. Cố nhiên Ôn Thi Thi như vậy khuyên,
Diệp Thần vẫn lắc đầu nói yên tâm, những thứ đó không làm gì được ta, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, có thể tới tìm ta, dĩ nhiên, ngươi có thể đi theo ta. Xem ở ngươi phụ thân đến từ Long Hồn phân thượng, ta có thể bảo đảm, tiến vào sát lục chi địa, bất kỳ cũng không dám động ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Ôn Thi Thi giật mình, liền liền Ôn Đình Đình và Tiếu Kiến cũng là an tĩnh lại. Bọn họ diễn cảm vô cùng quái dị, giống như nghe được thế gian chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy. Một cái siêu phàm cảnh nói khoác mà không biết ngượng đến bảo vệ nhập thánh cảnh. Thằng nhóc này sợ là cái đầu tàn đi. Tiếu Kiến lại là ở bên cạnh cười to nói thằng nhóc, người sợ là đầu óc không tốt khiến cho đi, cái này sát lục chi địa nhưng mà Côn Lôn hư đất giữ một trong, chỉ riêng cái này bốn chữ đủ để chứng minh nguy hiểm, một mình ngươi đi vào, đừng nói thông qua, coi như chống đỡ mấy phút cũng là vấn đề. Đừng lấy là ngươi họ Diệp, liền đem mình làm Diệp Thí Thiên. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta phía sau. Ôn Đình Đình hừ lạnh một tiếng, bắt lại Ôn Thi Thi tay, nếu có những người này cố ý tự tìm cái chết, sẽ để cho hắn chết đi. Muội muội, ngươi nhớ đi theo ta, mặc dù ba người, nhưng là hẳn đủ đối phó một ít đột phát tình trạng. Nói xong, Ôn Thi Thi liền hướng chỗ sâu đi, Tiếu Kiến cũng là nhìn một cái Diệp Thần, cười lạnh một tiếng, đi theo lên. Hắn ước gì Diệp Thần không đi theo. Đây chính là hai cực phẩm người đẹp xanh đôi à, nếu như trên đường có chút cơ hội, sau đó đoạt tới tay, còn không thoải mái nghiêng nghiêng. Song phi hắn nhưng cho tới bây giờ không có thử. Chờ hai tỷ muội hoàn toàn biến mất lúc đó, Diệp Thần mới đi theo lên. Làm tiến vào Ngọc Thương Sơn chỗ sâu, Diệp Thần ngay tức thì cảm thấy trong bóng tối cất giấu vô số đến ý định giết người. Cái này ý định giết người tựa như đem mình làm liền con mồi. Không chỉ như vậy, hắn vẫn còn ở không khí ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh. Trên mặt đất đều là một ít thi thể. Có chút thi thể thậm chí còn mới. Khó trách kêu sát lục chi địa. Còn chưa đến gần, giết hại khí chính là như vậy dày đặc, nếu quả thật đến bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí vậy người tu luyện đạo tâm cũng sẽ bị cái này giết hại khí ảnh hưởng. Bất quá cái này giết hại khí đối với người khác mà nói có hại, nhưng là đối với ta quả thật vô cùng hữu ích. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn có thể cảm giác được thân thể vậy cái huyết long kích động đến mức tận cùng. Thậm chí ước gì lập tức lao ra thân thể. Bất quá Diệp Thần cũng không muốn đem huyết long bại lộ, liền để cho nó ở trong người từ từ hấp thu những thứ này giết hại khí. Sau đó, Diệp Thần liền hướng bên trong đi, chung quanh đã không có người. Không biết vậy hai tỷ muội đi nơi nào. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị hướng bên trong đi thời điểm, cách đó không xa trong bụi cỏ, một hồi thanh âm huyên náo vang lên. Diệp Thần nhướng mày một cái, bản năng cảm thấy một tia ý định giết người. Một giây kế tiếp, vậy bụi cỏ vỡ ra tới, rồi sau đó một đầu khổng lồ hổ đen trực tiếp cướp đã tới. Hổ đen trên người có cực mạnh sát khí. Răng nanh trên còn dính máu tươi. Thậm chí khóe miệng còn có một vài người ra, rất hiển nhiên, xúc sinh này mới vừa ăn người. Từ lưu lại hơi thở tới xem, cái này hổ đen giết một vị nhập thánh cảnh cường giả. Ngoan ngoãn, cái này sát lục chi địa hung thủ như vậy khủng bố. Vẫn là nói, đầu này càng kinh khủng hơn. Mà Diệp Thần nhưng trở thành cái này hổ đen thứ hai đầu con mồi. Càng quỷ dị hơn là... Cái này hổ đen trên người ý định giết người hiển nhiên so chung quanh tất cả ý định giết người đều mãnh liệt hơn. Cực kỳ nguy hiểm. Mắt xem hổ đen nhào tới, hổ trưởng mang lạnh như băng sắc bén đánh tới. Lực lượng này ngàn cân trên, một khi đập trên người, tất nhiên hóa là một bãi bùn nát. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng tiểu xúc sinh, thật lấy làm người cũng tốt như vậy khi dễ. Diệp Thần không nhúc nhích kiếm, cánh tay lóe lên từng cơn lôi hồ. Một quyền trực tiếp đánh ra. Bành! Một quyền và hổ trưởng ầm ầm va chạm. Vậy cự hổ tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Phải biết Diệp Thần thực lực chân chính nhưng mà vượt xa nhập thánh cảnh, chính là một đầu hung thú làm sao hắn. Không chỉ như vậy, hắn sát khí trên người so với cái này hổ đen đậm đà hơn. Cự hổ rơi xuống đất ngay tức thì khạc ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiển nhiên kiêng kỵ mấy phần. Nó căn bản không nghĩ tới hơi thở này xa so sánh với một người yếu người, lại có thể như vậy khủng bố. Hắn vừa định rút lui, tứ chi phát lực, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn.
trong tay xuất hiện một chuôi kiếm lạnh lẽo, trực tiếp chém xuống. Trên mình ngươi hổ đen ra coi như không tệ, ta muốn. Hổ đen sợ hãi vạn phần, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là căn bản không phản kháng được, đầu lâu trực tiếp bị Diệp Thần rất miễn cưỡng chém xuống. Diệp Thần vừa định lột ra, nhưng là phát hiện vô số đạo hơi thở cướp tới. Một giây kế tiếp, ước chừng mười mấy đầu hổ đen xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Càng là mấu chốt là, trước mặt nhất một đầu hổ đen thân thể vượt xa hết thảy. Hiển nhiên là đám này hổ đen đầu lĩnh. Đầu này lĩnh, giết hại khí cực kỳ đậm đà, quanh thân hiện lên huyết quang. Trên trán lại là có khắc một cái cổ xưa phù văn. Toàn thân biến thành màu đen, tứ chi cực kỳ khỏe mạnh, đầu ngón tay đâm ra chỉ bên ngoài, cái đuôi như cong gậy sắt vậy. Uy vũ hùng tráng, vóc người có lưu tuyến hình, tràn đầy sợ rằng lực lượng cảm giác. Còn dư lại hổ đen cũng là đi theo đầu này phía sau, kính sợ và thần phục. Lão hổ không phải sống một mình sao, cũng không phải là chó sói, làm sao lập tức đi ra như thế hơn. Ngay tại Diệp Thần kinh ngạc lúc đó, từng đạo hổ gầm vang khắp núi rừng, một giây kế tiếp, trực tiếp nhào tới. Không mấy cái bóng đen mang cuồng bạo và ý định giết người. Một khi đụng chạm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở chúng xem ra, loài người này phải chết. Diệp Thần thờ ơ, hoạt động một chút cổ, nhàn nhạt nói nơi nói thật, ta đối với các ngươi những xúc sinh này không có hứng thú, không quá ta đối với các ngươi sau lưng tên này cảm thấy hứng thú. Đi đường quá mệt mỏi, vừa vặn thiếu một đầu thú cưỡi. Dứt lời, Diệp Thần mang theo kiếm trong tay trực tiếp xông ra ngoài. Thương Long Huyễn Thần quyết phun trào, mau như tia chớp, đám này hổ đen thậm chí liền đụng chạm tư cách cũng không có. Vô số kiếm ảnh lóe lên. Đây chính là vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê giao cho hắn cao nhất kiếm kỹ. Nếu như liền một đám xúc sinh cũng không đối phó được, vậy thật buồn cười. Kiếm ảnh rậm rạp chẳng chỉ tựa như hóa là một cái hàng dài chui vào nhóm hổ bên trong. Từng cổ một đợt khí giống như thực chất vậy nổ tung, cả vùng mơ hồ run rẩy. Bành! Bỗng nhiên, xương máu tràn ngập. Trước mặt nhất mấy đầu hổ đen tại chỗ hóa là xương máu. Đồng thời, Diệp Thần không có chút nào dừng lại. Cường thế cuộn sạch. Kinh khủng sóng gió cuộn sạch đi, cái này làm cho vậy chút chuẩn bị chiếm đoạt Diệp Thần hổ đen. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần thực lực lại như vậy đáng sợ. Bọn họ ở Côn Lôn hư nán lại quá lâu, thậm chí có một ít linh trí. Bọn họ cảm giác được sợ hãi, nhưng không còn kịp rồi, vô số hổ đen duy nhất tư cách chính là chết. Diệp Thần liền thánh vương cảnh cường giả cũng có thể chém chết, đám này xúc sinh lại coi là cái gì. Ngay tại Diệp Thần giết đang thoải mái lúc đó, một đạo kinh thiên gào thét vang khắp, sau đó to lớn bóng đen che phủ tới. Móng vuốt sắc bén uyển như lưỡi đao, hướng Diệp Thần ngực tới. Móng vuốt trên lại là hiện lên một tia huyết khí. Đầu kia kinh khủng nhất cự hổ rốt cuộc ra tay. Diệp Thần con người co rúm một cái, một kiếm hướng cự hổ đi. Đinh! Để cho hắn bất ngờ là, một kiếm dưới, lại không có chém hết đối phương hổ trưởng, ngược lại sinh ra kịch liệt tia lửa. Một cổ cực mạnh đợt khí cuốn tới. Diệp Thần thân thể trực tiếp lui về sau dòng dã 10 bước. Ừ, cái này cự hổ lực lượng thật là đáng sợ. Chỉ riêng một kích này, thực lực liền đủ để và nhập thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí thánh vương cảnh sơ kỳ người tu luyện đối kháng. Có ý tứ. Vậy cự hổ hiển nhiên cũng là biết Diệp Thần không dễ chọc, lần nữa vọt tới đây, tựa như vẫn thạch đập xuống phàm trần. Diệp Thần không dám khinh thường. Nhưng là hắn cũng không động kiếm, mà là vững vàng đứng. Ngay tại cự hổ mang sát cơ lạnh như băng hướng Diệp Thần mà lúc tới, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng huyết long đi ra. Hổ, là vua bách thú. Mà long, chính là vạn thú chi tổ. Thà lấy kiếm động thủ, không bằng đem hết thảy giao cho huyết long. Một hồi long ngâm vang khắp, một giây kế tiếp, một cái huyết long chui ra Diệp Thần trong cơ thể. Huyết long hấp thu không thiếu giết hại khí, thân thể cực kỳ khổng lồ, nhìn hổ đen dám công kích Diệp Thần, tức giận ngút trời. Trực tiếp hướng cự hổ đánh tới. Bành! Hai cổ lực lượng va chạm, hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Huyết long ở huyết mạch thượng liền cường thế chân áp. Cự hổ bay ra ngoài.
thân thể lại là mang vẻ run rẩy ý. Căn bản không địch à. Huyết Long nếu như đối kháng một ít người tu luyện có thể không có như thế cường thế. Nhưng là đối với loại thú dữ này, bất kể là huyết mạch hòa khí tức hoàn toàn là nghiền ép à. Cơ hồ trong nháy mắt, cự hổ hết thảy cũng tan vỡ. Mắt xem Huyết Long cúi sông lên tới, một giây kế tiếp, cự hổ trực tiếp quỳ xuống. Một tiếng nhẹ nhàng hổ gầm truyền tới. Huyết Long không có tiếp tục chém chết, mà là trở lại Diệp Thần bên người, bàn lượn quanh ở Diệp Thần chừng. Cự hổ nhìn cách đó không xa thanh niên và Huyết Long, con người hơi co rúm một cái, cúi đầu. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới sự việc sẽ như thế dễ dàng, bất quá hắn ngược lại là phát hiện Huyết Long ưu điểm lớn nhất. Trấn áp hết thảy huyết mạch hung thú. Ở nơi này sát lục chi địa, nhất định chính là hoành hành bá đạo tồn tại à. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần đi tới cự hổ trước người, lạnh lùng nói ngươi có bằng lòng hay không trở thành thú cưỡi, như qua nguyện ý, đem máu tươi ngưng tụ ra. Cự hổ sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, do dự mấy giây, há miệng một cái, một giọt màu đen máu tươi trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần gật đầu một cái, năm ngón tay nắm chặt, đem máu tươi nhận lấy. Ngay tức thì thức hải nhiều một đầu hổ đen bóng dáng. Coi như không tệ, có ngươi xúc sinh này, tiếp theo ta hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều hơn. Diệp Thần một bước bước vào cự hổ trên. Cự hổ chợt đứng lên, uy phong lẫm lẫm, ý định giết người phóng thích. Đi! Theo Diệp Thần mệnh lệnh, cự hổ nổi giận gầm lên một tiếng, chính là hướng chỗ sâu nhanh chóng lao đi. Mỗi một bước, mặt đất cũng chấn động lên. Ngồi ở cự hổ trên người Diệp Thần, cũng là cảm giác được nguyên bản nấp trong chỗ sâu ý định giết người toàn bộ biến mất. Hiển nhiên cái này cự hổ ở nơi này sát lục chi địa thân phận không bình thường, chỉ riêng một tiếng gầm thét, liền đem thành hơn 100.000 hung thú, toàn bộ đẩy lui. Mà rừng cây chỗ sâu, Ôn Đình Đình và Ôn Thi Thi các người cũng không tiện bị. Bốn người đội ngũ, bây giờ trở thành ba người, không cách nào ngưng tụ trận pháp. Thực lực suy yếu không thiếu. Mấu chốt vừa tiến vào nơi đây, liền có mấy cái người đàn ông đánh lên bọn họ chú ý, các nàng dùng hết thực lực, mới đem những cái kia tâm hoài bất quỹ người đàn ông đẩy lui. Thời khắc này hai người thở hồng hộc, cầm kiếm tay vậy khẽ run. Ôn Đình Đình lạnh mâu nhìn lướt qua Tiếu Kiến, nàng tự nhiên phát hiện người đàn ông này thực lực rõ ràng và nàng không phân cao thấp, nhưng là từ đầu tới cuối không có ra quá nhiều lực, hiển nhiên có chút cổ quái. Tiêu Kiến, ngươi thành tựu trong đội ngũ duy nhất người đàn ông, chỉ như vậy núp ở sau lưng chúng ta. Tiêu Kiến ngẩn ra, chợt cười một tiếng Đình Đình, ngươi nói gì vậy, ta có thể phải nuôi đủ tinh lực làm đại sự đây. Hắn ánh mắt quét nhìn trước mặt tỉ muội hoa, trong con ngươi đều là dục vọng. Thậm chí hận không được lập tức đem hai người ngã nhào. Xin gọi ta tên đầy đủ, chúng ta còn không có quen thuộc đến tình cảnh này. Ôn Đình Đình lạnh lùng nói. Đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, nhíu mày nói ngươi muốn làm gì việc lớn. Tiêu Kiến nhìn một cái hai tỷ muội thương thế, biết rõ xong hết rồi, liền vỗ tay một cái đương nhiên là muốn làm. Các ngươi hai người mỹ nữ này rồi. Dứt lời, ba cái bóng đen từ chỗ sâu đi ra, lại là đứng ở Tiêu Kiến sau lưng. Ôn Đình Đình thấy một màn này sắc mặt đại biến. Nàng cái này mới phản ứng được. Cái này Tiếu Kiến lại có thể sớm đã có đội ngũ. Mà hắn chủ động gia nhập các nàng, rất hiển nhiên là mục đích. Đáng chết! Bốn người trong mắt có chút nóng như lửa, mang tà dục. Tiếu Chiến liếm liếm đầu lưỡi Đình Đình, còn có Thi Thi muội muội, sát lục chi địa muốn còn sống nhưng mà rất khó. Các ngươi hai phụ nữ hay là tìm một người ủng hộ mới là vương đạo, người cảm thấy ta như thế nào? Yên tâm! Ta Tiếu Kiến cũng không phải là chơi qua không nhận chướng người đàn ông, sau này các ngươi liền làm ta Tiếu Kiến người phụ nữ như thế nào. Ôn Đình Đình hàn mâu lạnh như băng, trường kiếm nhắm thẳng vào Tiếu Kiến nằm mơ. Ta cũng không nên đem ngươi gia nhập vào. Xem ra cha ta bằng hữu cũng không phải thứ tốt gì. Lại có thể như vậy đề cử ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Ôn Thi Thi muội muội, chờ một hồi ta động kiếm, ngươi liền hướng ngược lại chạy, càng xa càng tốt. Không cần để ý ta. Ôn Thi Thi ngẩn ra, trong mắt chứa nước nhưng mà tỉ tỉ, đám người này đều là nhập thánh cảnh, người bị thương, căn bản không nhúc nhích được bọn họ. Đừng nói nhảm, đi. Một giây kế tiếp,
Ôn Đình Đình chợt đem Ôn Thi Thi lui ra ngoài, đồng thời một kiếm hướng Tiếu Kiến đi. Kiếm ý ngang dọc, nhưng mà cho dù nàng thực lực không tệ, đối mặt khỏe hẳn Tiếu Kiến căn bản không cách nào ngăn trở à. Ba chiêu dưới, nàng liền khạc ra một ngụm máu tươi, tựa như diều đứt dây đập xuống đất. Sắc mặt ảm đạm, mà Ôn Thi Thi còn chưa chạy xa, cũng là bị một người trong đó bắt quần áo, chợt phung trên đất. Vô cùng chật vật. Tiếu Kiến thấy hai cái tỉ muội hoa chỉ như vậy nằm ở trước mặt, dục vọng hoàn toàn bùng nổ, khoan hãy nói, ở Côn Lôn hư lâu như vậy, còn không có chơi qua xanh đôi, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Chờ ta đi xong, liền đến phiên các huynh đệ. Dứt lời, Tiếu Kiến liền hướng hai nữ nhi đi. Tỉ tỉ, Ôn Thi Thi hốt hoảng đến mức tận cùng. Ôn Đình Đình muốn cầm lên một bên kiếm nhưng phát hiện cánh tay không có một tia khí lực. Đáng chết. Muội muội, chúng ta cùng nhau tự bảo. Giờ khắc này, Ôn Đình Đình trong mắt đều là kiên quyết. Ngay tại hai người chuẩn bị tự bảo thể bảo vệ lúc đó, một đạo hổ tiếng khóc đột nhiên vang lên. Hổ gầm chấn thiên, mặt đất cũng lay động. Tất cả mọi người tại chỗ ngay tức thì sắc mặt đại biến. Không tốt, đây là cuồng sát hắc hổ thanh âm, hơn nữa còn là hắc hổ chi vương. Tiếu Kiến tay lại là hoàn toàn dừng lại. Không dám đến gần Ôn Đình Đình nửa bước. Mạng trọng yếu, vẫn là dục vọng trọng yếu. Đương nhiên là người sau à. Một cổ vô hình sợ hãi cảm giác tập thượng tâm đầu. Bởi vì đây cũng không phải là giống vậy cuồng sát hắc hổ à. Đây là hắc hổ chi vương à. 10 con cuồng sát hắc hổ trong chỉ biết ra đời một đầu cuồng sát hắc hổ. Hiệu lệnh vạn hổ. Chân chính sát lục chi địa hung thú vương giả. Chỉ riêng một đầu cuồng sát hắc hổ cũng đủ để chiếm đoạt một cái nhập thánh cảnh người tu luyện. Thậm chí liền đánh trả lực cũng không có. Mấu chốt cái này cuồng sát hắc hổ còn mẹ hắn là ở chung hung thú. Dù là ngươi giết một đầu, có thể bên trong sẽ xuất hiện mấy chục đầu. Một khi bị bao vây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếu Kiến sau lưng một người đàn ông tử thanh âm run rẩy nói, xây ca, vậy hung thú tới, nếu không... Chúng ta chạy mau đi, ta nhưng mà nghe nói cuồng sát hắc hổ vua xuất hiện, tất nhiên mang vạn hổ tới, lấy thực lực của chúng ta, cây bản không chống đỡ nổi à. Một cái khác nam tử cũng là nói, cũng không đúng à, hắc hổ chi vương đã có rất nhiều ngày giờ không có động tĩnh, theo lý mà nói không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng, nhưng mà dưới mắt hổ gầm này sinh ra dị tượng, cảm giác nhưng là càng ngày càng gần, bỏ mặc như thế nào rút lui trước đi. Tiếu Kiến nhìn một cái trước mặt hai cái vóc người tuyệt vời thiếu nữ. Hắn sớm vừa muốn đem Ôn Đình Đình cái này hơn hoa hồng có gai đè ở dưới người, lại không nghĩ rằng, quay đầu lại nhưng là bị một đầu xúc sinh phá hủy. Ôn Đình Đình hàn mâu gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Kiến, lạnh lùng nói, Tiếu Kiến, ta thả bị loại thú dữ này cắn chết, cũng sẽ không thành toàn ngươi cái này hèn hạ vô sỉ đồ. Nàng rất rõ ràng, lần này, vận mệnh trêu cợt. Dù sao đều sẽ chết. Thả bất thanh bất bạch, bị người ô nhục, còn không bằng thành làm cho này chủng xúc sinh thức ăn. Nàng thậm chí nhìn về phía muội muội Ôn Thi Thi, nắm thật chặt muội muội tràn đầy mồ hôi tay, không cần sợ, có chị ở. Ôn Thi Thi trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là cũng không muốn để cho tỷ tỷ lo lắng, gật đầu một cái tỷ, không có sao, nói thật, ta mặc dù thấy qua cuồng sát hắc hổ. Nhưng là còn không có gặp qua hắc hổ chi vương là dạng gì đâu, tránh hợp ta tâm ý. Tiếu Kiến gặp hai tỷ muội lại có thể thái độ như thế, trong lòng sinh ra một đạo lửa giận. Thật lấy là mình không chắc định các nàng. Mới vừa rồi chẳng qua là một đạo hổ gầm mà thôi, cuồng sát hắc hổ không nhất định sẽ hướng bên này tới. Không nghĩ nhiều nữa, Tiếu Kiến đối với sau lưng ba người nói, các ngươi thiết lập che đậy đại trận. Có trận pháp ở đây. Vậy cuồng sát hắc hổ tuyệt đối không phát hiện được. Hôm nay bất kể như thế nào, cái này hai phụ nữ ta nhất định phải lên. Tiếu Kiến sau lưng ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là mỗi người hướng ba cái phương vị đi. Ba ngón tay người bóp quyết, một giọt máu tươi bước ra, dần dần một đạo bình phong che chở bao trùm mở. Tiếu Kiến thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, vậy tham lam dục vọng nhìn chằm chằm Ôn Đình Đình, gái điếm thúi. Ngươi thật lấy là ta biết sợ vậy cuồng sát hắc hổ. Coi như hắc hổ chi vương thật tới, lão tử cũng phải giết chết ngươi nói sau. Dứt lời, Tiếu Kiến cả người nhào tới.
Ôn Đình Đình tự nhiên không thể nào để cho đối phương bày vải, tay run run cưỡng ép bắt hết ở bên cạnh kiếm, một kiếm hướng Tiếu Kiến đâm tới. Bót, nhưng là trường kiếm cây bản không có lực lượng gì, càng không cần phải nói kiếm khí, tại chỗ dễ như trở bàn tay bị Tiếu Kiến đánh rớt. Đồng thời, Tiếu Kiến tay phải gắt gao bóp Ôn Đình Đình cổ, chợt giơ lên. Một cổ nghẹt thở cảm giác tấn công tới. Gái điếm thúi, còn dám phản kháng. Thời khắc này Tiếu Kiến thuộc về điên cuồng và hung ác bây giờ, sau đó chợt đem Ôn Đình Đình quăng ra ngoài. Ôn Đình Đình vốn là bị thương, như vậy nhất kích, rất miễn cưỡng để cho nàng khạc ra một búng máu sắc. Chật vật đến mức tận cùng. Tỉ tỉ, Ôn Thi Thi theo bản năng chắn Ôn Đình Đình trước người. Năm ngón tay nắm chặt, giống vậy có một thanh trường kiếm cầm ở lòng bàn tay. Tay nàng run rẩy, nhưng là không chùn bước nói, không cho phép ngươi động tỉ tỉ ta. Hung ác Tiếu Kiến hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi phải đứng ở tỉ tỉ ngươi trước mặt, vậy bây giờ ta thay đổi chú ý, trước từ ngươi bắt đầu. Một giây kế tiếp, Tiếu Kiến hóa là tàn ảnh, năm ngón tay lại là hướng Ôn Thi Thi quần áo kéo đi. Đợt khí lăn lộn, lực lượng này một khi rơi xuống, Ôn Thi Thi căn bản không có thể vác ở. Sắc mặt nàng trắng bệch, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Mà đang ở cái này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, lại là một đạo kinh thiên hổ gầm vang khắp. Rồi sau đó, một cái bóng đen nhanh chóng thoáng qua. Vậy nguyên bản đang ngưng tụ trận pháp ba người cảm giác một hồi gió lớn quét qua, khi thấy rõ bóng đen chính diện hạng mục, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị một hớp nuốt vào. Ba tia máu sương mù bỗng nhiên xanh thành. Như vậy kinh thiên tiếng, để cho nguyên bản nhắm hai mắt mâu Ôn Thi Thi mở mắt ra. Nhưng thấy hình ảnh trước mắt, vậy xinh đẹp con ngươi hoàn toàn trợn to, tựa như gặp quỷ vậy. Cái này, điều này sao có thể? Mà người bị thương nặng Ôn Đình Đình giống như vậy. Nàng vậy trong trẻo lạnh lùng hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Kiến sau lưng một đầu màu đen cự hổ. Cự hổ uy phong lẫm lẫm, hơi thở ngút trời. Nàng cơ hồ dám khẳng định, đây cũng là cuồng sát hắc hổ vua. Hơi thở này giống nhau trực bức loài người tu sĩ thánh vương cảnh, cực kỳ khủng bố. Đây không phải là để cho các nàng hai chị em gái nhất kinh ngạc nhất. Càng kinh ngạc chính là như vậy hung thú trên lưng lại có thể ngồi một người thanh niên. Thanh niên mặt mũi lãnh ngạo, hai tròng mắt hiện lên vân đạm phong khinh. Tựa như hết thảy đều không cách nào để cho hắn chập chờn. Mấu chốt cái này người thanh niên các nàng hai chị em gái mới vừa gặp qua à? Không phải là cái đó siêu phàm cảnh Diệp Thần mà. Làm sao có thể? Một cái siêu phàm cảnh tiểu tử, ở chỗ này lại có như vậy hung thú hộ giá hộ tống. Thậm chí không tiếc lâm vào là thú cưỡi. Loại thú dữ này vô cùng kiêu ngạo, thực lực cường hãn, đừng nói thánh vương cảnh, cho dù là phản hư cảnh cường giả cũng không cách nào chinh phục à. Tiếu Kiến tự nhiên cảm thấy sau lưng nguy hiểm, chung quanh tràn ngập từng cơn huyết khí. Dần dần, hắn cứng ngắc chuyển qua cổ. Khi thấy cuồng sát hắc hổ vô cùng với trên người Diệp Thần, đột nhiên cả kinh. Sau đó một cổ lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Diệp Thần, làm sao có thể? Hắn lại cũng không chịu nổi cuồng sát hắc hổ uy áp, hai chân như nhũn ra, trực tiếp té xuống đất. Hắn muốn chạy, nhưng là gần như vậy khoảng cách. Đầu này ngút trời cự hổ một hớp liền có thể để cho hắn hóa là xương máu à? Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn Tiếu Kiến, nhàn nhạt nói, người muốn chết như thế nào? Đơn giản năm chữ, tựa như tử thần thẩm phán. Tiếu Kiến mới vừa muốn nói cái gì, cuồng sát hắc hổ một tiếng hổ gầm. Tiếu Kiến sợ dưới người truyền tới một cổ đi tiểu lẳng lơ chi vị. Diệp tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin thả ta một mạng. Cái này hai phụ nữ ta nguyện ý hiến tặng cho ngươi. Hắn thanh âm run rẩy nói. Tựa hồ cảm thấy cái này còn không đủ, Tiếu Kiến lại móc ra một chai đan dược, thận trọng nói, Diệp tiên sinh, đan dược này là ta sư phụ đưa ta, phẩm cấp rất cao, đặc biệt thích hợp ngài, coi như là ta biếu ngài. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bình ngọc tại chỗ hóa là mảnh vỡ. Đan dược cũng là biến mất không gặp. Loại rác dưới này đan dược, ta coi thường, tiểu hắc, giải quyết. Diệp Thần nói tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Dọc theo đường đi, hắn cho cuồng sát hắc hổ suy nghĩ mấy cái tên cũng cảm thấy quá bẻ miệng, tùy tính liền lấy một cái hoa hạ thường thấy nhất một cái tên.
Cuồng sát hắc hổ nghe được Diệp Thần chỉ thị, lần nữa một tiếng hổ gầm, giữ tợn răng nanh trực tiếp đem Tiếu Kiến đầu lâu cắn. Sau đó, to lớn kia hổ trưởng hung hăng nằm xuống. Như vậy một lực, ai có thể chịu đựng? Huyết dịch văng khắp nơi. Tiếu Kiến liền thi thể đều không cách nào nguyên vẹn, chỉ còn lại một bãi máu bùn. Ôn Đình Đình và Ôn Thi Thi hai tỷ muội thấy một màn này, hoàn toàn giật mình. Bằng ba la tiểu bằng nói. Ai cũng không nghĩ ra sự việc sẽ là kết cục này. Cuối cùng cứu bọn hắn lại là cái đó các nàng nhất khinh thường thiếu niên. Ôn Đình Đình gò má tựa như bị vô hình đánh một cái tát, nghĩ đến chỗ này trước bởi vì mình khinh thị và lãnh đạm, nhưng là vào một vị cao cấp cường giả sát vai. Liền cuồng sát hắc hổ vua cũng phải nghe theo Diệp Thần, toàn bộ Ngọc Thương Sơn bên trong vây đều có thể thuộc về Diệp Thần. Hắn còn muốn cái gì họp thành đội? Ôn Đình Đình vốn cho là Diệp Thần cao trèo không lên các nàng hai tỷ muội, mà bây giờ, nhưng là mình không với cao nổi. Muội muội Ôn Thi Thi trước kịp phản ứng, thở ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thần trong mắt có vẻ kích động, nàng khẽ khom người, Diệp Thần, không, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần từ cuồng sát hắc hổ trên xuống, lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ném ra ngoài. Ăn vào viên đan dược này, người sẽ dễ chịu một ít. Ôn Thi Thi nhìn lòng bàn tay đỏ thẫm đan dược, chóp mũi ngửi được mùi thuốc nồng nặc, liền biết đan dược này giá trị văn hoa. Diệp Thần ở nàng trong lòng càng thần bí. Cũng may mình ban đầu liền giao hảo Diệp Thần, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp tiên sinh, ngài mới vừa rồi cứu ta và tỷ tỷ, chúng ta không thể hồi báo, đan dược này quá quý trọng, nếu không ngài thu trở về đi thôi. Diệp Thần khoát khoát tay, ta cứu các ngươi là bởi vì là phụ thân các ngươi, thực không dám giấu giếm, ta cũng tính ra từ hoa hạ long hồn. Mặc dù chưa bao giờ và các ngươi phụ thân gặp mặt qua, nhưng là cũng coi là một hệ thống. Ôn Thi Thi hoài nghi nhìn một mắt Diệp Thần, yên lặng đem phần ân tình này ghi nhớ, sau đó đem đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng, dược liệu tản ra, nàng ngũ tạng lục phủ tựa như bị một cổ lực lượng bọc, thoải mái đến trình độ cao nhất. Mà giờ khắc này trên đất tỷ tỷ Ôn Đình Đình nhưng là chật vật đứng lên, muốn phải nói xin lỗi, nhưng lại không cách nào nói ra miệng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng khạc ra hai chữ cảm ơn. Diệp Thần không để ý đến, trực tiếp lên cuồng sát hắc hổ, vừa mới chuẩn bị rời đi, Ôn Đình Đình vội vàng gọi lại Diệp Thần, Diệp tiên sinh, chờ một chút. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng và muội muội hai người lực, muốn lao ra nơi đây đi sát lục chi địa, rất khó. Duy nhất cơ hội chính là trước mắt thần bí thanh niên. Diệp Thần dừng lại, không nói gì. Ngay tại lúc này, một tiếng, gần đây cao ngạo Ôn Đình Đình nhưng là quỳ ở Diệp Thần trước người. Nàng sắc mặt đỏ lên, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, mới vừa rồi lời nói mâu thuẫn, mong rằng Diệp tiên sinh không nên để ở trong lòng, là Đình Đình lòng tiểu nhân. Đình Đình biết rõ không cách nào để cho Diệp tiên sinh hết giận, chỉ có thể đã chết biểu quyết lòng. Xem ở muội muội ta đối với ngài vẫn không có ác ý, xin Diệp tiên sinh có thể mang muội muội Ôn Thi Thi an toàn đi sát lục chi địa, cho đến thấy phụ thân. Dứt lời, Ôn Đình Đình cầm lên trên đất kiếm lạnh lẽo, đột nhiên hướng cổ đi. Bất kể như thế nào, hai người bên trong nhất định phải có một cái còn sống. Ngay tại trường kiếm muốn phá vỡ cổ nháy mắt, một đạo đao gió cuồng bạo tới, trường kiếm trong tay của nàng trực tiếp vỡ vụn. Mạng ngươi ở ta trong mắt không đáng tiền. Ta có thể mang các ngươi rời đi, nhưng là ngươi nhớ, ra cái này sát lục chi địa, các ngươi và ta lại không bất kỳ dây dưa dễ má. Ôn Đình Đình kịp phản ứng, vội vàng quỳ nói cảm ơn, Diệp tiên sinh, phần ân tình này, ta Ôn Đình Đình sẽ một mực nhớ. Nếu như có cơ hội, ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào trả lại. Nói xong, nàng nhìn một cái muội muội. Liền kéo muội muội yên lặng đi theo cuồng sát hắc hổ sau lưng. Diệp Thần nhìn lướt qua thân thể có chút yếu ớt muội muội Ôn Thi Thi, thổi một cái huýt sáo. Một giây kế tiếp, trong bóng tối lao ra hai đạo hổ đen hư ảnh. Lại có thể lại là hai đầu cuồng sát hắc hổ. Chỉ bất quá cái này hai đầu hơi thở so Diệp Thần dưới người rơi xuống 10 hơn lần. Hai đầu hổ đen chân trước cong, bò lổm ngổm trên đất, hiển nhiên là để cho hai nữ leo lên. Hai nữ trong lòng có chút sợ hãi, mấu chốt thực lực của các nàng từ chưa từng nghĩ sẽ có cuồng sát hắc hổ là thú cưỡi à.
Ôn Thi Thi nuốt nước miếng một cái, đối với Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, ngài đây là. Diệp Thần cưỡi cuồng sát hắc hổ hướng phía trước đi, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, đi lên, cái này hai tên sẽ không làm thương tổn các ngươi. Thời khắc này Diệp Thần đã thao túng phạm vi này 10 dặm cuồng sát hắc hổ. Hai nữ do dự mấy giây, vẫn là leo lên cuồng sát hắc hổ thân thể, một giây kế tiếp, vậy hai đầu chạy như điên, hướng Diệp Thần đuổi theo. Ba đầu cuồng sát hắc hổ ngay tức thì để cho chung quanh ẩn núp ý định giết người toàn bộ biến mất. Có vài người loại tu sĩ đang hướng sát lục chi địa đến gần, khi thấy rõ ba đạo chạy như điên bóng người, từng cái diễn cảm động lại. Tựa như gặp quỷ, lại có người ở chỗ này hàng phục cuồng sát hắc hổ. Hơn nữa còn mẹ hắn là ba đầu. Chỉ tiếc, bởi vì cuồng sát hắc hổ tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng chỉ có thể thấy được cuồng sát hắc hổ trên mình là hai cô gái một nam. Còn như thân phận, cũng không biết. 15 phút sau đó, Diệp Thần ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn là một tòa khí thế khoáng đạt cửa thành. Phía trên lại là viết sát lục chi địa bốn chữ. Trong cửa thành mặt là các loại nhà chọc trời, thậm chí có chút cắm thẳng vào vân tiêu. Đúng thành phố, một đạo thượng cổ trận pháp bảo vệ. Nhưng là trên bầu trời đều là màu máu. Thậm chí ở ban ngày còn cao treo một vòng huyết nguyệt. Không chỉ như vậy, Diệp Thần phát hiện trong cơ thể hắn huyết long hơi thở càng phát ra đậm đà. Tựa như bị cái gì chỉ dẫn, ước gì lập tức lao ra trong cơ thể, chiếm đoạt vậy bánh xe huyết nguyệt. Ôn Đình Đình từ cuồng sát hắc hổ trên mình xuống, đối với Diệp Thần cung kính nói, Diệp tiên sinh, nơi đây chính là sát lục chi địa, thú cưỡi vậy không cách nào tiến vào. Nếu như Diệp tiên sinh cố ý, hậu quả sẽ rất phiền toái. Diệp Thần gật đầu một cái, một bước nhảy xuống. Việc cần kíp vẫn là mau chút tìm được sư phụ, đáng tiếc Thanh Huyền Đỉnh lão tổ chỉ có thể chắc chắn sư phụ ở sát lục chi địa, nhưng không biết sư phó cụ thể tung tích. Bất quá Thanh Huyền Đỉnh lão tổ đã phái một vị đệ tử ở bên trong chờ, chỉ mong cái này vị đệ tử có sư phó tung tích. Ngay tại lúc này, muội muội Ôn Thi Thi đi lên, nàng mặt đẹp ửng đỏ, cái đó, Diệp tiên sinh, ngài đều nói muốn gặp ta phụ thân, nếu không, chúng ta cùng nhau đi vào. Không làm chậm trễ ngài quá thời gian dài. Diệp Thần suy tư mấy giây, vẫn là đáp ứng, được. Long hồn ngược lại là thứ nhì, Diệp Thần từ hai nữ trong miệng biết được, bọn hắn phụ thân ở chỗ này đã rất lâu rồi, nói không chừng biết sư phó tung tích. Đúng rồi, Thi Thi, người đừng gọi ta Diệp tiên sinh, liền kêu ta Diệp Thần cũng hoặc là Diệp đại ca đi. Diệp Thần lại nói, hắn đối với hiền lành này cô gái ngược lại có chút hảo cảm. Dĩ nhiên cái này hảo cảm chỉ là bởi vì đối phương tính cách. Ôn Thi Thi nhảy cẫng hoan hô, nhìn như tựa hồ rất kích động, được, Diệp tiên. Diệp đại ca. Một bên Ôn Đình Đình nhìn muội muội như vậy dáng vẻ, thở dài một hơi, biết rõ mới biết yêu muội muội vậy trái tim nhỏ đã bị người đàn ông này chiếm cứ. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Côn Lôn Hư vốn là người mạnh là vua, mà Diệp Thần không chỉ thực lực cường đại, lại là hai người bọn họ ân nhân cứu mạng. Chỉ riêng cái này hai điểm, cái nào cô gái có thể nội tâm không nhúc nhích đong đưa. Cho dù là nàng, nếu quả thật nếu nói, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Diệp Thần nhìn một cái cuồng sát hắc hổ, liền nói, các ngươi vào đi thôi, chờ cần các ngươi thời điểm, ta sẽ gặp võ vậy đạo ấn nhớ câu thông. Ba đầu cuồng sát hắc hổ sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, xoay người liền hướng cánh rừng chỗ sâu đi. Đi thôi. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng đi tới, cửa thành mặc dù có kiểm tra, nhưng là cũng không có quá mức hà khắc. Dẫu sao cái này sát lục chi địa người bất kỳ đều có tư cách tiến vào, nhưng là không đại biểu mỗi một người cũng có thể sống sót. Làm bước vào bên trong, Diệp Thần chính là cảm giác được vô số đạo ánh mắt hướng bọn họ bắn tới. Không tốt, lạnh như băng, trong đó không thiếu một ít thánh vương cảnh cường giả. Diệp tiên sinh. Chúng ta phụ thân ngay tại một nhà kêu Vạn Thủy Các địa phương, lại đi phía bắc đi 1000 mét liền đến, Vạn Thủy Các là ta phụ thân mở. Ôn Thi Thi giải thích. Diệp Thần gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, hướng phía bắc đi. Còn như những cái kia mang sát cơ ánh mắt, bị hắn hoàn toàn khinh thường. Những người này chẳng qua là tên hề nhảy nhót mà thôi, nếu quả thật sự định động mình, hắn không ngại làm cho cả sát lục chi địa máu tươi nhuộm đỏ thiên.
hoặc giả là bởi vì Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh sát ý và tự tin, nhưng ánh mắt kia cuối cùng tiêu tản ra. Vạn Thủy Các. Làm ba người chạy tới lúc đó, nhưng là phát hiện cửa đóng chặt. Ôn Đình Đình đôi mi thanh tú một nhăn mày, vội vàng gõ cửa một cái, ba. Nhưng là cửa nhưng lại thật lâu không ra. Ngay tại nàng chuẩn bị buông tha lúc đó, cửa đột nhiên mở ra, sau đó một đạo thanh âm lạnh như băng từ lực lượng vang lên, đuổi mau vào. Ôn Đình Đình và Ôn Thi Thi không do dự nữa, vội vàng né người sang một bên, tiến vào bên trong. Mà Diệp Thần nhưng là ánh mắt hướng khác một tòa kiến trúc lầu cuối nhìn lướt qua, sau đó bước vào trong đó. Mà giờ khắc này, lầu cuối trên, hai người mặc trường bào thanh niên trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Bởi vì có thủy tinh ngăn trở, ngoại giới căn bản không thể nào thấy được cái này hai người thanh niên. Ồ, một cái trong đó thanh niên đột nhiên mở miệng nói, trong mắt bên trong đều là nghi ngờ. Hắn nhìn về phía bên người khác một người đàn ông, nói tại sao ta cảm giác cuối cùng tiến vào cái thằng nhóc đó phát hiện chúng ta. Vòng ngoài nhưng mà còn có một đạo trận pháp, đừng nói siêu phàm cảnh, dù là phản hư cảnh cường giả cũng khó mà phát hiện chúng ta. Lão Phan, ngươi cảm thấy không? Khác một người thanh niên đưa tay lên tương tự ống giòm đồ phương hướng, cau mày, không nói gì. Nói chuyện thanh niên lại nói, lão Phan ngươi phát cái gì ngây ngô à, ngươi có cảm giác hay không đến? Cái này Vạn Thủy Các Ôn Lập Phong trên tay nhưng mà cất giấu vậy kiện bảo bối à, nếu như chúng ta không làm rõ ràng thằng nhóc này, vậy bảo bối nếu như Di Hoa Tiếp Mộc làm thế nào? Cái đó được gọi hô thành lão Phan thanh niên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt lấy ra một bức họa giống như. Bức họa bên trong là một người thanh niên mặt mũi. Chính là Diệp Thần. Lão Phan gặp trong lòng mình đoán muốn xác định, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Người thanh niên kia ngẩn ra, trên mặt càng phát ra hồ nghi, lão Phan, người rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, ai cũng được ngươi vừa ý vậy hai cái cô gái. Xanh đôi quả thật coi như không tệ, chỉ bất quá vậy bảo bối giá trị xa xa so người phụ nữ trọng yếu đi, còn nữa, ngươi như đạt được Ôn Lập Phong trong tay vậy kiểu đồ, hiến tặng cho đạo tông tông chủ, nói không chừng ngươi thân phận liền nước lên thuyền lên. Lão Phan khóe miệng nụ cười rét lạnh, sau đó đem bức họa ném cho thanh niên, giang la, vậy bảo bối ta mặc dù quan tâm, nhưng là ta phát hiện càng vật có giá trị. Cuối cùng tiến vào cái thằng nhóc đó, tên là Diệp Thần, đến từ Hoa Hạ, là vậy y thần môn Đoạn Hoài An học trò. Vốn là tông chủ cho chúng ta mệnh lệnh là ở sát lục chi địa bắt lại Đoạn Hoài An, lại không nghĩ rằng cái này Đoạn Hoài An Hoa Hạ phế vật học trò cũng tới, vừa vặn, hai cái toàn bộ bắt lại. Sang năm ta nhất định chi phí đạo tông một vị trưởng lão. Thật là trời cũng giúp ta. Giang La nhìn một cái bức họa, trong mắt cũng là vui mừng, lão Phan, lúc nào động thủ. Lão Phan trên cao nhìn xuống nhìn Vạn Thủy Các, trong mắt tựa như chấp trưởng hết thảy, không gấp, thiên la địa võng đã bày, ai có thể tránh được ta đạo tông đuổi giết. Mà giờ khắc này, Vạn Thủy Các, một cái người đàn ông trung niên nhấn một viên nút ấn. Mở tối phòng khách hoàn toàn sáng lên. Người đàn ông trung niên người mặc tác chiến phục. Tác chiến phục lên vẫn có long hồn ký hiệu. Chỉ bất quá quần áo có chút cũ cũ, thậm chí còn long hồn ký hiệu vậy không giống với bây giờ. 3. Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình khi thấy người đàn ông trung niên, thanh âm kích động đến trình độ cao nhất. Người đàn ông trung niên lộ vẻ lại chính là Ôn Lập Phong. Ôn Lập Phong thấy hai cô con gái bình yên vô sự. Thở dài một hơi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Là cha vốn muốn đi đón ngươi cửa, nhưng là bây giờ có chút tình huống đặc biệt, để cho các ngươi chịu khổ. Đúng rồi, hai người các ngươi làm sao mặc qua vậy hung thú chi địa tới chỗ này. Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình ánh mắt rơi vào một mực không nói gì Diệp Thần trên mình. Ôn Lập Phong lúc này mới chú ý cái này xa lạ người đàn ông. Siêu phàm cảnh, ở sát lục chi địa không tính là cái gì. Chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Dù là mình hai cô con gái tu vi vậy so hắn cao hơn không thiếu. Mấu chốt con gái mình mang thằng nhóc này tới nơi này là làm gì? Ôn Thi Thi liền vội vàng giải thích ba, nhờ có Diệp đại ca, nếu như không phải là Diệp đại ca, ta và tỷ tỷ sớm đã chết ở nơi đó. Còn có ba, người bạn kia an bài thiếu kiến chính là một người cặn bã. Súc sinh,
Cố nhiên như vậy, Ôn Lập Phong đối với Diệp Thần cũng có chút địch ý, hắn ở sát lục chi địa ngây ngô quá lâu. Nhân tình ấm lạnh, hắn so người bất kỳ đều biết. Cũng không ai sẽ bỗng dưng vô cớ cứu người. Huống chi tiểu tử này tu vi và thực lực không hợp, hiển nhiên ẩn núp mấy phần. Loại người này tuyệt đối có vấn đề. Ôn Lập Phong lấy ra một ít thượng phẩm linh thạch, đưa cho Diệp Thần, tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi cứu ta hai cô con gái, nếu như sau này lại dùng lên địa phương, xin tiểu huynh đệ tới nơi này tìm ta. Núi đao biển lửa, tại chỗ không chối từ. Rất hiển nhiên, hắn muốn linh thạch còn Diệp Thần tình. Càng làm cho Diệp Thần rời đi. Nói thế nào đi nữa, bây giờ là đặc biệt thời gian, người bất kỳ không được ở chỗ này ở lâu. Cũng không ai biết cái này xa lạ người đàn ông thân phận thật sự là cái gì. Ôn Thi Thi hiển nhiên phát giác phụ thân hiểu lầm, liền vội vàng giải thích ba, người nghĩ sai rồi. Diệp đại ca là người tốt, còn có Diệp đại ca cũng tới từ Hoa Hạ. Hắn biết Hoa Hạ long hồn. Nghe được câu này, Ôn Lập Phong con người có giúp một cái, hắn đối với long hồn có thể là có cao nhất cảm giác thuộc về. Nếu như không phải là ban đầu bởi vì vậy cái ngoài ý muốn, hắn cũng không biết tiến vào nơi này. Hắn vô số lần muốn đi Hoa Hạ, nhưng phát hiện hắn bây giờ không cách nào cách mở sát lục chi địa. Hắn trên người có quan trọng hơn sứ mạng. Ôn Lập Phong nhìn về phía Diệp Thần, nghiêm túc nói, không biết ngươi là. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền đem một bản giấy chứng nhận thất lạc đi ra. Một câu lạnh nhạt lời nói vang khắp phòng khách. Diệp Thần, Long Hồn Tổng Giáo Quan. Long Hồn Tổng Giáo Quan. Cái này năm chữ để cho Ôn Lập Phong diễn cảm cứng lại. Hắn so người bất kỳ đều biết cái này năm chữ hàm nghĩa. Mặc dù hắn là lão một nhóm Long Hồn chiến sĩ, dù là ở chỗ này thực lực vượt qua xa Hoa Hạ ban đầu mấy vị kia cường giả. Nhưng là hắn một mực đem mình làm Long Hồn một thành viên. Chưa bao giờ đổi qua. Mà trước mắt, cái này người thanh niên lại là chính là bây giờ Long Hồn Tổng Giáo Quan. Chỉ riêng mấy chữ này, để cho hắn huyết dịch sôi trào. Hắn thân thể khẽ run. Một giây kế tiếp, thân thể thẳng tắp, tiêu chuẩn trào một cái. Hoa Hạ Long Hồn Ôn Lập Phong gặp qua Tổng Giáo Quan. Thanh âm chấn động, vô tận đợt khí phóng thích. Như một màn này, ngược lại là đem Ôn Đình Đình và Ôn Thi Thi dọa sợ. Bọn họ so người bất kỳ cũng rõ ràng phụ thân, Ôn Đình Đình tâm cao khí ngạo chính là di truyền mình phụ thân. Mà giờ khắc này phụ thân lại có thể đối với Diệp Tiên Sinh thái độ như thế. Tổng Giáo Quan. Cái này Diệp Tiên Sinh rốt cuộc cái gì lai lịch? Diệp Thần gật đầu một cái, như vậy xem ra, sự việc liền đổi được đơn giản rất nhiều hơn. Cố nhiên Ôn Lập Phong thực lực ở Thánh Vương cảnh trên, ở hắn trong mắt, vậy không tính là cái gì. Giáo quan, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoa Hạ Long Hồn các huynh đệ như thế nào? Còn nữa, ngươi có biết một cái kêu là Lôi Thụ Vĩ người? Hắn còn sống không? Ôn Lập Phong khá là kích động nói. Hắn đã 20 năm không có đi Hoa Hạ qua. Cảnh còn người mất, không biết đã từng là chiến hữu như thế nào. Mà trước mắt Diệp Thần không thể nghi ngờ biết hắn quan tâm hết thảy. Cho dù Diệp Thần đã chắc chắn Ôn Lập Phong và Long Hồn quan hệ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương biết Lôi Thụ Vĩ. Đây cũng quá đúng dịp đi. Bất quá xem hai người tuổi xác thực kém không nhiều, sợ rằng năm đó Lôi Thụ Vĩ và Ôn Lập Phong có quá mệnh giao tình. Diệp Thần liền nói, Lôi Thụ Vĩ hiện đang trưởng quản Long Hồn, ta tổng huấn luyện viên chức vị chính là hắn hướng Hoa Hạ vị kia xin. Hắn và ta quan hệ không tệ, đã như vậy, người ta cũng coi là người mình. Ôn Lập Phong nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, lộ vẻ được càng phát ra kích động. Lại là lẩm bẩm nói, ta cũng biết, Lôi Tử nhất định sẽ leo lên, đáng tiếc ta làm chứng không tới. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Thần, vội vàng nói, giáo quan, mấy ngày nay ngươi liền ở nơi này, bên ngoài không quá yên ổn. Nơi đây có đại năng trận pháp che chở. Người bình thường muốn đi vào rất mệt khó khăn. Còn nữa, phỏng đoán chỗ tối có người chú ý tới ngươi, ngươi như lại đi ra, tất nhiên sẽ có người tìm được ngươi. Đến lúc đó, chính là ta Ôn Lập Phong hại huấn luyện viên à. Nghe được những lời này, Diệp Thần nhướng mày một cái, có ý gì? Ôn Lập Phong do dự mấy giây, muốn nói nhưng lại không biết như thế nào mở miệng.
Diệp Thần hội ý, nếu không tiện, vậy coi như xong đi. Ôn Lập Phong nhìn một cái mình hai cô con gái, khẽ cắn răng, liền nói, giáo quan, chuyện này thật ra thì cũng không phải bí mật gì, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Sau đó, Ôn Lập Phong liền tiến vào một cái gian nhà. Chờ hắn lúc đi ra, trong tay nhiều một cái cặp. Trên cái dương mặt có cổ xưa đường vân, phù văn hiển lộ. Lộ ra bất phàm. Đột nhiên, Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện làm cái dương này xuất hiện nháy mắt, trong cơ thể huyết long lộ vẻ được dị tượng cuồng bạo. Cái này cuồng bạo trình độ, nếu như không phải là hắn cưỡng ép áp chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái dương này trong rốt cuộc là thứ gì? Tại sao phải để cho huyết long như vậy dị động? Ôn Lập Phong nhìn một cái Diệp Thần, giải thích, giáo quan, vật này là một vị quý khách lưu lại, ta vốn định đem vật này vẫn còn cho vị kia quý khách, nhưng phát hiện vị kia quý khách ly kỳ chết. Mà khi đó vị khách này tiếp xúc được phần lớn người, tất cả đều xảy ra chuyện. Nếu như ta không đoán sai, có người tìm vật này. Không tiếc bất cứ giá nào tìm vật này. Mấy ngày nay, ta đã cảm nhận được có người ở vạn thủy các vùng lân cận quan sát ta, sát lục chi địa thế lực rắc rối phức tạp, mặc dù ta vạn thủy các sau lưng vậy có thế lực chấn giữ, nhưng là đám người kia dám như vậy không chút kiêng kỵ, tất nhiên sẽ đối với vạn thủy các động thủ. Nếu như không phải là bởi vì trận pháp, đám người này chỉ sợ sớm đã tiến vào. Chẳng qua là, ta cố nhiên có cái dương này, nhưng là không có chìa khóa, không cách nào đem hắn mở ra. Diệp Thần nghe được Ôn Lập Phong nói tiếng nói, đưa tay ra, chạm được trên cái dương. Một cổ ấm lạnh ý tấn công tới. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong cơ thể huyết long chi lực toàn bộ ngưng tụ ở trên tay phải. Mơ hồ bây giờ, huyết long tựa như xuyên thấu cái dương, chui vào trong đó. Rắc rắc, một tiếng, quỷ dị chuyện xảy ra. Phong cách cổ xưa cái dương lại trực tiếp mở ra một cái khe hở. Ôn Lập Phong và hai tỷ muội diễn cảm định cách, kinh ngạc đến mức tận cùng. Ôn Lập Phong nhưng mà vận dụng hết thảy thủ đoạn thử nghiệm mở ra cái dương này, nhưng là cái dương này phảng phất là vực ngoại vẫn thạch chế tạo, dù là vận dụng đao kiếm vậy không phá nổi. Ở hắn xem ra không có chìa khóa, căn bản không có thể mở. Trước mắt vậy là cái gì quỷ? Giáo quan nhẹ nhàng vuốt ve, lại trực tiếp khai trừ. Vẫn là giảng đạo quan bản thân am hiểu sự việc đã là như vậy. Tựa hồ nhận ra được tất cả mọi người nghi ngờ, Diệp Thần nhún nhún vai giải thích, ta cũng không biết tại sao, chính là cảm giác bên trong có một cổ lực lượng hấp dẫn ta. Ôn Lập Phong tỉnh hồn lại liền nói, giáo quan, ngươi có thể mở vật này, chính là chứng minh vật này và ngươi có duyên phận, đã như vậy, vật này liền giao cho giáo quan. Diệp Thần không có đẩy nhờ. Trong cơ thể huyết long tựa như truyền thanh ở hắn đầu óc bên trong, nhất định phải đạt được. Nhất định phải đạt được. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được huyết long lớn mạnh như vậy tín niệm. Không do dự nữa, Diệp Thần trực tiếp đem cái dương mở ra. Nháy mắt tức thì, hồng quang lóe lên. Chỉ gặp bên trong dương yên lặng nằm một viên màu đỏ hạt châu. Hạt châu dịch thấu trong suốt, bên trong nhưng là hàm chứa cao nhất linh khí và sát ý. Cái này sát ý vừa ra, Ôn Lập Phong và Ôn gia tỷ muội căn bản không cách nào chịu đựng, thân thể vội vàng lui về phía sau. Chỉ có Diệp Thần một hơi một tí. Trên người hắn huyết mạch tựa như vì vậy sôi trào. Huyết long gầm thét. Chớp mắt gian, huyết long nhưng là lại chui vào đến màu đỏ hạt châu bên trong. Tốc độ quá nhanh, thậm chí còn Ôn Lập Phong các người cũng chỉ là thấy được một cái bóng thoảng qua. Diệp Thần không để ý sát ý. Cưỡng ép cầm viên kia màu đỏ hạt châu, hắn nhất thời phát hiện đan điền chân khí cuồn cuộn bị hạt châu này điên cuồng hấp thu. Đồng thời, huyết long mang cái này màu đỏ hạt châu, điên cuồng phun trào. Cuối cùng, lại có thể chui vào luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được rõ rệt màu đỏ hạt châu đã trôi lơ lửng ở luân hồi mộ địa giữa không trung bên trong, tựa như một viên ngôi sao chói mắt. Hạt châu thả ra cực mạnh sát khí và linh khí, toàn bộ luân hồi mộ địa đều bị cổ lực lượng này dồi dào. Mà huyết long thì bàn tha ở màu đỏ hạt châu chung quanh, thân thể lại dần dần thực chất. Đây rốt cuộc là vật gì? Tại sao vào huyết long lại có thể cao như vậy độ giống in? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, một đạo thân ảnh trôi lơ lửng hậu thế.
chính là vẫn không có xuất hiện Lâm Thanh Huyền. Đoạn Lôi Nhân đã đi Côn Luân xử lý sự kiện kia, bây giờ Diệp Thần chỉ có một vị đại năng có thể câu thông. Chính là Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền ngước đầu, nhìn máu Long Hí Châu hình ảnh, con ngươi nhưng là có chút nặng nề. Mấy giây sau đó, hắn mới mở miệng nói, thằng nhóc, máu này châu ngươi từ chỗ nào nơi được. Diệp Thần vội vàng chắp tay, sư phụ, hạt châu này là bị huyết long mang nhập tiến vào. Ngươi có thể biết lai lịch, Lâm Thanh Huyền con ngươi híp lại nói. Sư phụ, đồ nhi không biết. Lâm Thanh Huyền bước ra một bước, ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Thần trên mình, lạnh lùng nói, này châu là tà vật. Hạt châu trên mình chịu đựng sát khí quá mức nồng đậm. Nếu như thời gian dài ở ngươi cỡ đó, tất nhiên ảnh hưởng tâm tính của ngươi. Duy nhất chỗ tốt, chính là này châu một thân phận khác là một viên long châu, tồn tại ở thượng cổ tà long long châu, đối với huyết long mà nói ngược lại là cơ duyên. Long châu lực lượng mặc dù theo thời gian trôi qua yếu hóa rất nhiều hơn, nhưng là nếu như bị bên trong cơ thể ngươi huyết long luyện hóa, nó thật đúng là nói không chừng có thể thực chất. Nghe được Lâm Thanh Huyền nói tiếng nói. Diệp Thần cuối cùng công khai huyết long vì sao kích động như vậy. Huyết long cuối cùng vẫn là một đạo hư ảnh, nếu như có thể thực chất nói tự nhiên tốt nhất, mà huyết long cho tới nay điên cuồng hấp thu huyết khí và năng lượng chính là một ngày kia có tư cách hóa là chân chính 9 tầng trời cự long. Bay lượn hậu thế, con rồng này châu chính là nhất cơ hội tốt. Chỉ bất quá này châu là tà vật, sát khí quá mức nồng đậm, có thể hay không đối với bản thân có ảnh hưởng. Lâm Thanh Huyền mới vừa rồi đã nói sẽ ảnh hưởng tâm tính của mình, dài này trước kia, sẽ không tự mình nhập ma. Sư phụ, như vậy Long Châu nên xử lý như thế nào? Lâm Thanh Huyền không trả lời, tựa như đang suy tư cái gì, đột nhiên, hắn năm ngón tay nắm chặt. Long Châu tựa như bị nào đó chỉ dẫn, vững vàng rơi vào Lâm Thanh Huyền trong tay. Mà huyết Long cũng là từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất có chút tức giận. Ai cũng không có tư cách lấy đi nó Long Châu. Lâm Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, không để ý đến huyết long, mà là đối với Diệp Thần nói, đồ nhi, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thi cho thật giỏi lự. Ngươi sau này đi nói, kết quả thế nào đạo? Nói cách khác, y đạo, võ đạo, sát đạo, phù đạo, trận đạo vân. Vân chi đạo, cái nào thích hợp nhất ngươi? Diệp Thần không biết Lâm Thanh Huyền hỏi cái này lời mục đích là cái gì? Hắn nghĩ sâu xa mấy giây, vẫn là nói, sát đạo. Trước mắt mới ngưng, sát đạo đối với Diệp Thần mà nói là hữu dụng nhất, bởi vì sát đạo, Diệp Thần càng là có vượt cấp tác chiến năng lực. Đã từng sát lục đạo quân cũng nói qua, muôn vàn đại đạo, sát đạo thích hợp nhất mình. Lâm Thanh Huyền gật đầu một cái, không có bất kỳ nói nhảm, năm ngón tay bỗng nhiên cầm chặt, trong tay Long Châu tựa như bị uy áp kinh khủng, ngay tức thì hóa là một đạo điểm sáng. Sau đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên, điểm sáng chính là chui vào Diệp Thần ấn đường. Ta tạm thời đem này châu phong ấn ở ngươi ấn đường bên trong, ngươi ấn đường có bất diệt lửa, có thể miễn cưỡng chân áp. Huyết long cũng có thể hấp thu bên trong năng lượng. Đây là ổn thỏa nhất phương thức, ngươi bây giờ thực lực không cách nào nắm trong tay con rồng này châu, hơi lơ là sẽ gặp bởi vì này châu thành là thập ác không tha người, chiếm đoạt tâm trí. Cho dù ngươi xây sát đạo. Hạt châu này chỉ cho ngươi mang sai phương hướng. Dĩ nhiên, con rồng này châu còn có trọng yếu hơn tác dụng, nếu như ngày hôm đó ngươi kế cận nguy hiểm, luân hồi mộ địa lại không cách nào cứu ngươi, ngươi có thể phá vỡ cấm chế, mượn cái này tà vật lực, hóa thân là ma. Cố nhiên thời gian ngắn ngủi, cũng sẽ tạo thành vĩnh cửu tổn thương, nhưng là đối với ngươi mà nói hồi nào không phải một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Đúng rồi, tiếp theo ngươi ấn đường sẽ có một ít khó chịu. Tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, Lâm Thanh Huyền liền biến mất ở luân hồi mộ địa bên trong. Hóa thân là ma. Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, nhưng là Lâm Thanh Huyền đều biến mất, cũng muốn hỏi đã không thể nào. Hắn trở về thực tế bên trong. Ôn Lập Phong nhìn cái dương trống trơn như vậy, nhíu mày nói, giáo quan, hạt châu kia tại sao không thấy? Diệp Thần vừa định trả lời Ôn Lập Phong. Đột nhiên hắn cảm giác ấn đường chỗ có một cổ nóng bỏng cảm giác, loại cảm giác này tựa như hắn phải chiếm đoạt Diệp Thần thức hải vậy. Hắn thậm chí cảm giác được mình đầu óc muốn nổ bể ra. Thật khó chịu. Diệp Thần mặt mũi dữ tợn, bức ra một giọt máu tươi điểm tại mi tâm trên.
nhưng là đau đớn ý nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. À! Diệp Thần toàn bộ thân thể đột nhiên nằm trên đất, thân thể co rúm, không ngừng lăn lộn. Cái này đem tất cả mọi người giật nảy mình. Giáo quan, ngươi đây là thế nào? Ôn Lập Phong vội vàng đi đỡ Diệp Thần. Nhưng là tay còn không có đâm đụng phải Diệp Thần, một cổ cực mạnh sát ý lao ra trong cơ thể. Một giây kế tiếp, Ôn Lập Phong khạc ra một búng máu, cả người hướng một bên bàn đập tới. Bàn tại chỗ vỡ vụn. Ôn Lập Phong sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Mà Diệp Thần giờ phút này nhưng là điên cuồng vùng vẫy, hắn có thể cảm giác được vậy Long Châu thả ra sát khí tựa như muốn cướp đoạt hắn thân thể và thần hồn. Hắn cưỡng ép giữ thanh tỉnh, vội vàng hướng bên cạnh Ôn Đình Đình nói, cho ta chuẩn bị một nơi phòng tu luyện, mau. Ôn Đình Đình nghe được thanh âm, nhìn một cái phụ thân, sau đó chợt hướng một phương hướng đi, Diệp tiên sinh, mời theo ta tới. Diệp Thần cố nén đau đớn, đuổi kịp đi lên, rất nhanh liền đi tới một nơi trong phòng tu luyện. Bành! Phòng tu luyện cửa trực tiếp đóng lại. Ngoài cửa Ôn Đình Đình muốn nói cái gì, vẫn là không có nói ra miệng. Huyết Long, tới! Bên trong Diệp Thần không để ý tới hết thảy, một tiếng giống giận, Huyết Long ngay tức thì lao ra trong cơ thể. Chợt bàn tha ở Diệp Thần quanh thân. Vờn quanh! Quả nhãn khoảng cách Diệp Thần ấn đường chỉ bất quá một tấc. Huyết Long chi lực điên cuồng tràn vào ấn đường, nhưng là đau đớn như cũ. Bất diệt lửa, tới. Diệp Thần diễn cảm dữ tợn, bất diệt lửa ngay tức thì bao vây vậy mi tâm Long Châu. Ngọn lửa từng cơn, tựa như chuẩn bị luyện hóa. Nhưng mà còn chưa đủ. Bổn mạng linh phù, đi ra cho ta. Vạn trượng sấm sét phun trào toàn thân. Vô số lực lượng chui vào Diệp Thần ấn đường. Huyết Long, ngọn lửa, sấm sét, chân khí. Bốn loại lực lượng hoàn toàn bất đồng tràn vào ấn đường, tựa như ở ấn đường hình thành một đạo bốn màu ánh sáng. Bốn màu ánh sáng bao quanh vậy mi tâm Long Châu. Long Châu chấn động. Đồng thời một đạo cột sáng từ phòng tu luyện xông lên trời. Mà giờ khắc này sát lục chi địa bầu trời mây đen từng cơn. Ước chừng trăm trượng. Vừa dày vừa nặng mây đen bên trong, sấm sét cuồn cuộn. Thậm chí có lửa trời ngang dọc. Này chờ dị tưởng, tựa như ngày tận thế. Sát lục chi địa chưa bao giờ trải qua. Vậy bầu trời huyết nguyệt càng là diêm rúa, bầu trời chỉ còn lại màu máu. Sát lục chi địa vô số cường giả đi ra, ngửa mặt trông lên bầu trời, con người có sâu đậm kinh hoàng. Đây là cái gì, tại sao phải có loại này dị tưởng? Tim ta trong vì sao sinh ra sợ hãi. Ngay tại lúc này, một vị am tường phong thủy ông già nhìn bầu trời, bước ra một giọt máu tươi, bắn ở trong tay quẻ bàn trên. Treo bàn lay động, rồi sau đó bót một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Đây là thiên ma giáng thế dấu hiệu à. Sát lục chi địa ngày tận thế muốn tới, Côn Lôn hư ngày tận thế muốn tới à. Ngày đó ma kết quả ở nơi nào? Chẳng lẽ ở sát lục chi địa ra đời, dẫn động trời nổi giận. Chỉ riêng thiên ma giáng thế mấy chữ này, liền để cho sát lục chi địa nhiều người mạnh bao nhiêu người sắc mặt đại biến. Thời đại thượng cổ, từng có thiên ma hạ xuống thế giới. Mỗi một tôn thiên ma hạ xuống, liền đại biểu Côn Lôn hư cách cục đại biến. Mặc dù thiên ma cuối cùng bị nhiều người mạnh bao nhiêu người trấn áp, nhưng là trả giá cao nhưng là vô cùng là to lớn. Mà trước mắt dị tượng hoàn toàn từng bước xâm chiếm liền tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi. Giờ phút này, Vạn Thủy các cạnh một tòa lầu cao trên. Giang La nhìn bầu trời dị tượng, tỉnh hồn lại, vừa nhìn về phía bên cạnh đạo tông đệ tử, lão Phan, đây là cái gì dị tượng? Người kiến thức rộng, nhưng có phát hiện. Lão Phan tên là Phan Vũ, đạo tông nội môn một vị đệ tử, 10 năm trước, bởi vì là thiên phú nghịch thiên, bị trộm tông mang đi. 10 năm sau, ở đạo tông vô số đan dược và thuật pháp đống triệt, nhưng là ở 30 tuổi, bước vào thánh vương cảnh đỉnh cấp. Nửa bước phản hư cảnh. Có thể hôm nay phú khủng bố. Mà lần này đạo tông vị trưởng lão kia hiển nhiên là để cho Phan Vũ phụ trách đuổi giết y thần môn Đoạn Hoài An. Thật bất ngờ, Đoạn Hoài An ở sát lục chi địa mất đi tin tức, ngược lại là phát hiện Đoạn Hoài An hoa hạ đệ tử Diệp Thần. Phan Vũ rất rõ ràng. Nếu như lần này hắn đem Đoạn Hoài An và Diệp Thần toàn bộ bắt lại, đạo tông tông chủ cực kỳ có thể để cho hắn thành là trưởng lão đội dự bị.
đến lúc đó, hắn là được là đạo tông trên lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tiền đồ vô lượng. Phan Vũ trên mặt có lau một cái thật sâu kích động, hắn không có xem trên bầu trời dị tượng, mà là nhìn về phía Vạn Thủy Các. Hắn dám khẳng định dị tượng từ Vạn Thủy Các trong ra. Vật kia lại có thể vấn thế. Trước thời hạn vấn thế. Giang La phát hiện Phan Vũ sắc mặt có cái gì không đúng, vội vàng nói, lão Phan, người có phải hay không phát hiện cái gì? Phan Vũ gật đầu nói, xem ra kế hoạch muốn nói trước, Ôn Lập Phong vật trong tay đã vấn thế, cái này dị tượng chính là vật kia tạo thành. Hừ, Ôn Lập Phong thật lấy là chỉ riêng một đạo trận pháp là có thể trở ngại chúng ta đạo tông. Có ít thứ, không phải hắn loại này thực lực người có thể nuốt vào. Phan Vũ trong mắt có lau một cái sâu đậm dùng mình. Một bên Giang La ngay tức thì công khai, ý ngươi là, dị tượng là Vạn Thủy Các dẫn động. Phan Vũ không để ý đến, mà là lấy ra một khối ngọc bài, truyền thanh nói, đạo tông đệ tử nghe lệnh, cưỡng ép phá trận. 3 phút bên trong, ta muốn Vạn Thủy Các cửa là ta rộng mở. Dạ, đại nhân, ngọc bài đầu kia truyền tới một đạo thanh âm cung kính. Sau đó, Phan Vũ hai tay chắp sau lưng, hướng dưới lầu đi tới, quan sát nhiều ngày như vậy, nếu ngày hôm nay hoàn toàn xác định, vậy cũng không cần phải chờ đợi. Cũng nên lấy lại bản là thuộc về chúng ta đạo tông đồ. Nói không chừng cái này hoa hạ phế vật biết đoạn Hoài An tung tích. Vạn Thủy Các, ngoài phòng tu luyện. Ôn Lập Phong và hai cô con gái ở bên ngoài chờ đợi. Ôn Thi Thi khá là lo lắng. Dẫu sao mới vừa rồi Diệp Thần dáng vẻ không giống như giả vờ, tựa hồ rất thống khổ đây. Dọc theo đường đi, Diệp Thần giúp các nàng như thế nhiều lần, bất kể là đứng ở cái nào góc độ, nàng cũng không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. 3. Diệp Đại Ca sẽ không xảy ra chuyện, Ôn Thi Thi vẫn là nói. Ôn Lập Phong lắc đầu một cái, giáo quan cái đó trạng thái phải cùng giọt máu có liên quan, vật này nếu nhiều cường giả như vậy rình rập, tất nhiên có lý do. Chẳng qua là không biết giáo quan có thể hay không chịu đựng ở à. Một bên Ôn Đình Đình cũng là mở miệng nói, ba, ta mới vừa mới phát hiện bên ngoài dị tượng từng cơn, cực kỳ kinh người, nếu như người có lòng nhất định sẽ phát hiện dị tượng và chúng ta Vạn Thủy Các liên lạc, có thể hay không có người đối với chúng ta Vạn Thủy Các ra tay. Lời nói vừa dứt, một đạo kinh thiên vang lớn ầm ầm vang khắp. Tựa như động đất, Ôn Lập Phong sắc mặt đại biến, không tốt. Có người cưỡng ép phá trận. Đình Đình, theo ta tới, nhất định phải bảo vệ trận. Nếu không mọi người chúng ta cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Được. Hai đạo thân ảnh ngay tức thì hướng phòng khách đi, Ôn Thi Thi vốn định cùng tiến lên đi, lại không nghĩ rằng Ôn Lập Phong trực tiếp bỏ lại một câu. Thi Thi, người trông nom giáo quan, nếu như chúng ta để không đỡ nổi, tận lực là giáo quan trì hoãn thời gian. Ôn Thi Thi lòng như lửa đốt. Nàng nhìn một cái ánh sáng bắn ra bốn phía gian nhà, không biết nên làm cái gì. Mấu chốt trừ ánh sáng, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Có thể hay không Diệp Đại Ca xảy ra chuyện. Hắn muốn đẩy cửa ra xem tình huống, lại sợ quấy rầy, chỉ có thể ở bên ngoài đi qua đi lại. Vạn Thủy Các phòng khách. Ôn Lập Phong và Ôn Đình Đình nhìn đã có chút vết rách trận pháp, thần sắc nghiêm túc. Từng trận tiếng va chạm từ bên ngoài truyền tới. Tiếp tục như vậy nữa, trận pháp này không chống đỡ được bao lâu à? Đáng chết! Đình Đình, bước ra máu tươi, chân khí ngưng trận. Ôn Lập Phong lớn tiếng nói. Sau đó, hai người rối rít bước ra máu tươi bị chân khí bao trùm, rồi sau đó, đột nhiên bắn về phía tan vỡ trận pháp bình phong che chở trên. Máu tươi hóa là xương máu, bọc ở trận pháp trên. Vết rách biến mất không thiếu. Chỉ cần chúng ta coi giữ trận pháp này, những tên kia tuyệt đối không dám đi vào. Ôn Lập Phong nói. Mắt xem trận pháp muốn khôi phục như vậy, đột nhiên một đạo kinh thiên vang lớn lần nữa truyền tới. Lần này lực lượng so mới vừa rồi đụng mạnh mấy chục lần. Nguyên bản chữa trị trận pháp lần nữa biến thành mới vừa rồi vậy. Ôn Lập Phong sắc mặt đại biến, hắn không để ý tới hết thảy. Lần này bước ra 3 giọt máu tươi. Máu tươi còn không có nện ở trận pháp trên, một đạo cuồng bạo lực đột nhiên xuyên thấu. Bành! Vạn Thủy Các trận pháp ầm ầm sụp đổ. Vậy kiên cố cửa cũng là hóa làm trận trận mảnh vỡ. Ôn Lập Phong bị cắn trả, thân thể bay ra ngoài, nện ở hạt châu trên,
tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Ôn Đình Đình cũng là khóe miệng tràn ra máu tươi, vội vàng đi tới Ôn Lập Phong trước người, ba, người như thế nào? Ôn Lập Phong bắt một cái băng ghế, miễn cưỡng đứng lên, hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm tan vỡ cửa. Nên tới vẫn phải tới. Hắn không cách nào ngăn trở. 30 hơn đạo hơi thở kinh khủng người tu luyện vọt vào. Khi thấy cái này 30 trên người một bộ ký hiệu. Ôn Lập Phong con người co giúp một cái. Đạo Tông. Lại là Côn Lôn hư Đạo Tông. Mấu chốt Đạo Tông lúc nào thấm vào đến sát lục chi địa nhiều người như vậy. Sát lục chi địa không phải là không có tông môn phân chia sao. Ngay tại Ôn Lập Phong nghi ngờ lúc đó, một cái thân hình cao lớn thanh niên từ bên ngoài đi tới. Thanh niên con ngươi lộ ra tự tin và dùng mình, lãnh đạm nhìn lướt qua Ôn Lập Phong, cười lạnh một tiếng, tiện tay rút ra một cái ghế, ngồi ở Ôn Lập Phong đối diện. Ôn Lập Phong, có mấy lời, hẳn không cần ta nói nhiều đi, nếu như ngươi là người thông minh, tự nhiên biết phải làm sao. Ôn Lập Phong khạc ra một búng máu, dù là các ngươi là đạo tông thì như thế nào? Lớn như vậy tông mạnh xông ta tiệm nhỏ, cái này truyền đi, có thể hay không có người chê cười các ngươi. Ta và các ngươi đạo tông không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, tại sao phải như vậy? Thanh niên đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Ôn Lập Phong, cười lạnh một tiếng, nếu ngươi như thế thích giả bộ, ta tác thành ngươi đi. Một giây kế tiếp, hắn năm ngón tay nắm chặt, vậy nguyên bản ngồi băng ghế xuất hiện ở bên trong tay hắn. Rắc rắc, một tiếng. Băng ghế ầm ầm vỡ vụn, hóa là vô số gai gỗ trôi lơ lửng ở trên tay hắn. Ôn Lập Phong, người nói, là mạng ngươi cứng rắn, vẫn là nữ nhi ngươi mệnh cứng rắn. Âm u thanh âm vang khắp phòng khách, tựa như tử thần sau cùng cảnh cáo. Ôn Lập Phong nhìn thanh niên trong tay trôi lơ lửng gai gỗ, thần sắc nghiêm túc, đây chính là sát lục chi địa, đạo tông chẳng lẽ cuồng ngông đến nước này. Nếu như ta xảy ra chuyện, Vạn Thủy Các sau lưng vị kia tất nhiên tức giận, đến lúc đó ta muốn xem các ngươi còn có thể đi hay không ra cái này sát lục chi địa. Nghe được câu này, thanh niên cười. Cười không chút kiêng kỵ. Ôn Lập Phong, ngươi thật cho là có sát lục chi địa mấy vị kia che chở, liền không người nào dám động ngươi Vạn Thủy Các. Ôn Lập Phong gắt gao bảo vệ Ôn Đình Đình, không nói gì. Dưới mắt hắn duy nhất chống cự vốn chính là Vạn Thủy Các sau lưng mấy người kia. Dẫu sao chỗ này là hắn từ những người đó trong tay nặng vàng mua. Bọn họ cam kết qua, ở sát lục chi địa, sẽ xuất thủ đảm bảo hắn và Vạn Thủy Các bình an. Còn như bên trong Diệp Thần, hắn không chút nào trông cậy vào. Diệp Thần trên người cảnh giới bất quá siêu phàm cảnh, dù là vượt cấp chiến đấu, cũng cùng các nữ nhi kém không nhiều. Muốn chống cự, căn bản không có thể. Bây giờ thậm chí còn muốn hắn che chở. Cũng không biết máu kia trâu có hay không để cho Diệp Thần bị thương. Thanh niên thưởng thức trước bị thương gai gỗ, tựa vào một cái trên bàn, quên tự mình giải thích, ta kêu Phan Vũ, đạo tông thiên tài đào tạo một trong kế hoạch. Còn nữa không, người thế lực sau lưng cũng đừng nghĩ, ta như vậy động tĩnh phá hoại Vạn Thủy Các, người cảm thấy bọn họ không phát hiện được. Đừng nói là giết ngươi, coi như là đem toàn bộ Vạn Thủy Các san thành bình địa, bọn họ cũng không biết nói gì. Cái thế giới này vốn là lợi ích tạo thành, người lợi ích và ta đạo tông lợi ích, căn bản không thể so sánh. Bây giờ, ta cuối cùng lại cho ngươi một cái cơ hội, vậy thất lạc ở Vạn Thủy Các tà vật ở nơi nào? Phan Vũ lời nói rất là rõ ràng, ý định giết người vậy dần dần phóng thích. Cái này làm cho bị thương Ôn Lập Phong và Ôn Đình Đình rất là khó chịu. Ôn Lập Phong tự nhiên không thể nào bán đứng Diệp Thần, hừ lạnh nói ta không hiểu ngươi đang nói gì. Phan Vũ nghe được cái này trả lời, diễn cảm giữ tợn mấy phần, nếu ngươi không biết cái này, vậy Diệp Thần hẳn biết chứ. Nghe được Diệp Thần tên chữ, Ôn Lập Phong sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ đến Diệp Thần mới vừa tới Vạn Thủy Các, lại liền bị đạo tông người theo dõi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Diệp Thần trên người có bí mật gì? Ngươi như thế nào đi nữa hỏi, ta trả lời đều là giống nhau. Ta không biết cái gì tà vật, càng không biết Diệp Thần. Ôn Lập Phong thái độ dị thường kiên quyết. À, Phan Vũ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Một giây kế tiếp, con ngươi híp lại, khí tức trên người ầm ầm bùng nổ. Nếu ngươi không có gì giá trị lợi dụng, vậy thì thật xin lỗi.
Phan Vũ cánh tay chấn động một cái, trong tay gai gỗ ầm ầm bắn ra. Mang ác liệt sắc bén, cùng không khí lại là cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Lạnh như băng chết ý bọc hết thảy, làm cho lòng người sợ hãi. Ôn Lập Phong đem nữ nhi đẩy ra. Đồng thời trong tay sử dụng một thanh trường kiếm, tay cầm trường kiếm, kiếm ý múa. Phốc phốc phốc, nhưng là kiếm trong tay hắn mới vừa giãn ra, từng đạo bọc mạnh mẽ chân khí gai gỗ liền va chạm tới. Cường đại lực phản chấn để cho cánh tay hắn cơ hồ tê liệt. Hắn vốn là bị thương, bây giờ cường giả loại này lực lượng như thế nào ngăn trở? Bá! Kiếm trong tay hắn trực tiếp bay ra ngoài. Đồng thời gai gỗ phun trào, lạnh như băng cảm giác trực tiếp đâm vào hắn thân thể. Toàn thân xuyên thủng. Một cổ lực lượng vô hình đụng tới. Ôn Lập Phong thân thể hung hãn đập ở đại sảnh vách tường trên. Vậy gai gỗ lại có thể hung hãn đem Ôn Lập Phong đóng vào vách tường trên. Cổ tay, lòng bàn tay, cánh tay, hai chân, bắp đùi, bả vai đều bị hung hãn xuyên thấu trước gai gỗ. Trong đó một cây gai gỗ lại là vô cùng đến gần tim. Nếu như lại nghiêng về một bước nhỏ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Lập Phong toàn thân cao thấp đều là máu tươi, long hồn tác chiến phục đều bị máu tươi dính ướt. Nhìn thấy mà giật mình. Cố nhiên đau đớn, Ôn Lập Phong như cũ cắn răng, nổi gân xanh, không nói tiếng nào. Ba, Ôn Đình Đình lòng tựa như đang rỉ máu. Thành tựu nữ nhi làm sao có thể chịu được phụ thân bị như vậy hành hạ. Nàng muốn đem gai gỗ rút ra, nhưng phát hiện cái này gai gỗ bắn vào, lại vẫn là một đạo trận pháp. Nàng còn không có đụng phải phụ thân, liền bị một cổ khí lãng mở ra, vô cùng chật vật. Phan Vũ nhìn trước mắt một màn, khóe miệng phác họa một đạo cười nhạt, chỉ bằng ngươi còn muốn phản kháng chúng ta đạo tông. Không biết tự lượng sức mình. Ôn Lập Phong muốn nói, nhưng là vừa mở miệng nhưng là khạc ra một ngụm máu tươi. Cả người lực lượng tựa như bị phong tỏa. Đừng vùng vẫy, ngươi biết ta tại sao không giết ngươi sao? Bởi vì ở ta xem ra, giết ngươi chỉ biết làm nhục ta mà thôi. Nếu như ngươi bây giờ hướng ta cầu xin tha thứ, ta cân nhắc giúp ngươi tháo xuống bản học gỗ đâm, loại cảm giác này nhất định rất khó chịu đi. Phan Vũ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chấp trường hết thảy, không người nào có thể chống cự. Đây cũng là đạo tông oai. Hừ, Ôn Lập Phong khạc ra một búng máu, trực tiếp tiệm nhiễm ở Phan Vũ trên mặt. Hắn khó nhọc nói, long hồn chiến sĩ, không bao giờ khuất phục. Phan Vũ con người giữ tợn đến trình độ cao nhất, hắn lấy ra một cái khăn giấy, lau sạch trên mặt máu tươi. Long hồn, một tên phế vật mà thôi. Một giây kế tiếp, Phan Vũ chợt đem một khối trong đó gai nhọn rút ra. Đồng thời lần nữa đâm vào. Tựa như hành hạ. Máu tươi không ngừng rỉ ra. Ôn Lập Phong cũng không nhịn được nữa, giống giận. Tựa như một đầu hung thú. Hốc mắt lại là phân bố đỏ tia máu. Không muốn. Ôn Đình Đình chợt vọt ra, muốn ngăn cản, nhưng là bị Phan Vũ tiện tay một chưởng đánh ra. Tại chỗ đập bay. Hai người cảnh giới và thực lực chênh lệch quá xa. Người ở chỗ này căn bản không có thể ngăn cản Phan Vũ. Thời khắc này Phan Vũ lộ ra nụ cười dữ tợn, dừng lại tay, đối với sau lưng đạo tông đệ tử nói, lưu lại ba người. Hành hạ Ôn Lập Phong. Thẳng đến chết, những người còn lại, theo ta cùng đi tìm cái đó phàm căn phế vật còn có tà vật. Ngay tại lời nói mới vừa rơi xuống, đột nhiên, toàn bộ vạn thủy các động đất. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, một cổ vô hình đợt khí phun trào. Bầu trời hoàn toàn tối xuống. Gió lạnh từng cơn, bóng tối có nuốt trời thế. Một cổ vô hình cảm giác đè nén tập kích lên tất cả mọi người trong lòng. Đây là có người đem vậy tà vật nhận chủ. Phan Vũ diễn cảm có chút sợ hãi. Hắn nhưng mà biết vậy lai lịch của vật, vật kia ra đời rất bình thường, nếu như nói có người có thể điều khiển và chiếm đoạt. Đánh chết hắn cũng không tin. Huống chi bên trong cũng chỉ hai người, một cái nhập thánh cảnh cô gái, một cái khác chính là vậy sớm mấy năm bị tất cả đại tông môn nhục nhã phàm căn phế vật, Diệp Thần. Cái này trong hai người bất kỳ một người nào cũng không có tư cách chiếm đoạt vậy tà vật. Đi nhanh. Phản ứng lại Phan Vũ vung tay lên, vội vàng và hơn 10 vị đạo tông đệ tử chào hướng phòng tu luyện. Còn như bị thương Ôn Đình Đình và Ôn Lập Phong, bọn họ cũng không có hành hạ ý định,
bỏ mặc vậy chiếm đoạt tà vật là người phương nào, phải ngăn trở. Mà giờ khắc này, phòng tu luyện Diệp Thần ấn đường hắc đỏ hai đạo ánh sáng mang đại tác. Vô tận hắc khí quấn quanh toàn thân. Huyết long bàn lượn quanh ở hắc khí bên trong, hơi thở cường thịnh đến mức tận cùng. Không chỉ như vậy, huyết long ở hắc khí dưới ảnh hưởng, lại dài ra từng đạo chói mắt miếng vảy. Tựa như hóa là thật thế chấp. Diệp Thần đóng chặt trong mắt, trên mặt vẻ thống khổ càng phát ra dày đặc. Vô tận hắc khí dường như muốn đem Diệp Thần chiếm đoạt. Ngay tại lúc này, Diệp Thần túi đá màu đen bay ra. Một đạo thân ảnh già nua dần dần trôi lơ lửng trong phòng tu luyện trung ương. Chính là Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền nhìn Diệp Thần, chau mày, luân hồi mộ địa mộ chủ rốt cuộc là huyết mạch gì? Theo khuynh hướng này đi xuống, huyết mạch hắn tựa hồ có thể hoàn mỹ dung hợp cái này tà vật, nhất định chính là ma mà sống. Võ đạo, sát đạo, y đạo, ma đạo. Vũ trụ có muôn vàn đại đạo, làm sao cảm giác thằng nhóc này mỗi một đạo cũng có thể hoàn toàn dung hợp. Tên này trên mình rốt cuộc là cái gì nghịch thiên huyết mạch? Hơn nữa theo trước mắt khuynh hướng tới xem, một khi thằng nhóc này hoàn toàn tiến vào sát đạo và ma đạo, ta vậy y đạo truyền thừa tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Phải nhanh lên để cho thằng nhóc này tiếp nhận ta y đạo truyền thừa. Lời nói rơi xuống, Lâm Thanh Huyền liền biến mất ở giữa trời đất. Mà vậy đá màu đen cũng là trở lại Diệp Thần túi bên trong. Thời khắc này Diệp Thần trên mình bao quanh vô thượng ma khí, bên người huyết long tốt hơn tựa như hóa là một đầu ma long. Tựa như ma tôn ra đời. Một giây kế tiếp Diệp Thần nguyên bản thống khổ diễn cảm lại nữa. Ngoài cửa Ôn Thi Thi càng phát ra khẩn trương, nàng tự nhiên nghe phía bên ngoài động tĩnh. Còn có chị kêu gọi phụ thân thanh âm. Nàng lòng như lửa đốt. Vốn muốn đi xem bên ngoài tình huống, nhưng là vừa nghĩ tới phụ thân giao phó, nàng vẫn là để lại. Phòng tu luyện vẫn không có động tĩnh. Nàng thậm chí đang suy nghĩ Diệp Thần có thể hay không đã xảy ra chuyện. Nàng nhiều lần muốn đẩy ra cửa, nhưng là đến cuối cùng đều dừng lại. Nếu như mình cử động để cho Diệp Thần tẩu hỏa nhập ma, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ngay tại nàng hốt hoảng không cách nào quyết định chủ ý lúc đó, mấy chục cái bóng đen tràn tới. Chính là Phan Vũ và Đạo Tông đệ tử. Những người này tốc độ cực nhanh, bọn họ đã nhận ra được phòng tu luyện trạng thái. Nếu như vậy tà vật thật bị luyện hóa thành công, vậy bọn họ chuyến này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trở về khẳng định sẽ còn bị tông chủ trách cứ. Bọn họ trên mình mang sát cơ lạnh như băng, ngay tức thì để cho chung quanh khí ép chậm lại. Ôn Thi Thi cảm giác được không đúng, nàng đối với mình thực lực rất rõ ràng. Mà trước mặt những người này, tu vi hiển nhiên xa xa cao với mình. Thậm chí cao hơn phụ thân. Rất có thể, phụ thân và tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Nên làm gì bây giờ? Nàng muốn ngăn cản, nhưng căn bản không có thể. Ngay tại nàng chuẩn bị cầm lên kiếm thời điểm, trong phòng tu luyện Diệp Thần trong mắt đột nhiên mở ra. Một cổ cuồng bạo hắc khí hướng bốn phương tám hướng xông ngang đánh thẳng đi. Cửa phòng tu luyện tại chỗ phá vỡ. Cũng may cái này cuồng bạo hắc khí cũng không có xuất thủ đả thương Ôn Thi Thi, ngược lại hóa là một đôi hư trưởng bọc ở Ôn Thi Thi chừng. Lại là đem Ôn Thi Thi mang tới bên trong nhà. Mà một phần khác cuồng bạo hắc khí nhưng là tựa như một đầu hung thú hướng về phía Phan Vũ và Đạo Tông đệ tử đi. Phan Vũ cảm giác được không đúng, con người có giúp một cái, trong tay sử dụng một thanh trường kiếm, một kiếm hướng cuồng bạo hắc khí chém tới. Phá vỡ cho ta. Một tiếng giống giận. Kiếm khí hoa huê thực chất, ở kinh khủng chân khí thúc dục phát dưới, vô hình lực bỗng nhiên sanh thành. Chẳng qua là ngắn ngủi một giây, kiếm mang kinh khủng bùng nổ, vẻ hàn quang chiếm đoạt đi, tựa như để cho ngày tháng thất sắc. Quỷ thần né tránh. Bành. Nháy mắt tức thì, kiếm kia mang và hắc khí đụng vào nhau. Kịch liệt chấn động tiếng chính giữa, thiên địa vào giờ khắc này tựa như đọng lại. Ung ung. Gió lớn cuốn lên, kiếm khí điên cuồng bắn ra bốn phía. Toàn bộ phòng tu luyện, hung hãn chấn động một chút. Kiếm mang và hắc khí ở trong cuồng phong răng khắp nơi, nếu như song long tranh phong. Cố nhiên như vậy, Phan Vũ vẫn là theo bản năng lui về phía sau ba bước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắc khí kia lại như vậy khủng bố. Mà những cái kia Đạo Tông đệ tử cố nhiên ngăn cản, nhưng ở hắc khí cường thế dưới,
cầm đầu mấy người hay là trực tiếp hoành bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất. Phía sau đạo tông đệ tử cũng là mỗi người lui về phía sau mười mấy bước. Ai có thể nghĩ tới phòng tu luyện lại bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Bên ngoài long trời lỡ đất, mà phòng tu luyện nhưng là vô cùng yên lặng. Ôn Thi Thi nhìn trước người thanh niên đứng lên, thở ra một hơi. Xem ra Diệp thần không có chuyện gì. Anh Diệp, anh mới vừa rồi nhưng mà lo lắng chết ta. Lời nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Ôn Thi Thi diễn cảm lại là có chút dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện Diệp thần thời khắc này trong mắt nhưng là đỏ thẫm, trên ấn đường tản mát ra nhàn nhạt hắc quang. Cái này là dạng gì ánh mắt? Là máu đến mức tận cùng. Lạnh lùng hậu thế gian. Có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng thậm chí tim đập đều ngừng. Anh Diệp, anh làm sao biến thành như vậy? Diệp thần nhíu mày một cái, đầu óc hắn vô cùng thanh tỉnh, hiếu kỳ nói, Thi Thi, người những lời này là ý gì? Sau đó, hắn ánh mắt rơi trong phòng tu luyện một mặt gương trên. Khi thấy thời khắc này mình, hắn vậy giật mình. Quanh thân ma khí quấn quanh, trong mắt đỏ thẫm. Hắc khí cuồn cuộn càng hình như là một đạo phi gió. Mấu chốt cái này màu đen ma khí thật giống như che phủ hắn hết thảy hơi thở. Chẳng lẽ là vậy Long Châu? Diệp thần kinh ngạc nhìn chằm chằm tay mình, năm ngón tay hơi cầm chặt, hắn có thể cảm giác được mình lực lượng lại có thể đổi được quỷ dị. Giống như một quyền có thể đánh bể trước mắt phòng tu luyện. Cái này chẳng lẽ chính là sư phụ miệng lý thuyết ma đạo? Mới vừa rồi chiếm đoạt ấn đường Long Châu lực lượng, lúc này mới như vậy. Ngay tại Diệp thần nghi ngờ lúc đó, luân hồi mộ địa Lâm Thanh Huyền thanh âm vang lên, Đồ Nhi, ngươi đoán không lầm, vậy Long Châu ngươi coi như là tạm thời phong ấn ở trong cơ thể, nhưng là trong Long Châu một số năng lực nhưng là ở chiếm đoạt lúc phụ ở ngươi trên mình, ngắn thời gian có thể cường hóa ngươi không thiếu, bất quá theo ngươi chân khí vận dụng, rất nhanh sẽ biến mất, không cần lo lắng. Diệp thần bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn về phía Ôn Thi Thi, liền nói, tốt lắm, nếu ta bên này giải quyết vấn đề, cũng nên đi gặp sẽ những tên kia. Ôn Thi Thi có chút bận tâm, Diệp đại ca, bên ngoài tới rất nhiều người, mấu chốt những thứ này người khí tức trên người rất đáng sợ. Ba ba và tỷ tỷ không biết tình huống như thế nào, rất có thể xảy ra chuyện. Nói đến chỗ này, Ôn Thi Thi trên mặt đều là vẻ lo âu. Thời khắc này Diệp thần linh thức hơi phóng thích. Toàn bộ vạn thủy các vô cùng rõ ràng. Khi thấy bị gắt gao đóng vào trên tường Ôn Lập Phong cùng với sắc mặt nhợt nhạt Ôn Đình Đình, hắn con ngươi co rúm một cái, một cổ tức giận phóng thích mở. Nói thế nào đi nữa Ôn Lập Phong cũng là long hồn người. Hắn thành tựu long hồn tổng giáo quan làm sao cho phép người mình bị như vậy hành hạ. Cũng may Ôn Lập Phong chỉ bất quá trọng thương, xa không có nguy hiểm sinh mạng. Thi Thi. Những người đó đoán chừng là hướng tới ta, ngươi nếu như không tin ta, liền trong phòng tu luyện chờ đi. Nói xong, Diệp thần liền bước dài liền đi ra ngoài, rất nhanh liền là xuất hiện ở Phan Vũ và những cái kia đạo tông đệ tử trước mặt. Ôn Thi Thi tự nhiên không thể nào một người tránh ở bên trong, nàng vững vàng đi theo Diệp thần sau lưng. Giờ phút này, ngoài phòng tu luyện, đạo tông mọi người thấy Diệp thần dáng vẻ, hơi kinh hãi. Mấu chốt thời khắc này Diệp thần sát ý ngút trời, vậy thả ra hơi thở thậm chí để cho bọn họ cảm giác hô hấp đều bị ảnh hưởng. Cái này chẳng lẽ chính là luyện hóa vậy tà vật người? Diệp thần một bước bước ra, lãnh đạm con ngươi nhìn lướt qua tất cả mọi người, Ôn Lập Phong là ta hoa hạ long hồn người, các ngươi không nên động, thật không nên động. Phan Vũ mặc dù kiêng kỵ Diệp thần hơi thở, nhưng là hắn rất rõ ràng Diệp thần thực lực. Một cái phàm căn phế vật. Tu luyện chỉ bất quá 5 năm, mấu chốt hay là từ một cái y đạo tông môn đi ra ngoài, có thể mạnh đi nơi nào. Dù là trên mình nắm trong tay vậy tà vật, phỏng đoán cũng chỉ trước khí thế lên cường thế một ít, chân chính thực lực, khẳng định không chịu nổi một kích. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, phế vật, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Ôn Lập Phong cho ngươi đồ, sau đó quỳ xuống ta trước mặt, ta mang ngươi đi. Nếu không, ngươi sẽ rất thống khổ. Diệp thần ánh mắt lạnh như băng bắn đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, ngươi lại là thứ gì? Nghe được câu này, một vị đạo tông đệ tử trực tiếp đứng ra, tức giận nói, Diệp thần. Một mình ngươi phàm căn phế vật lại dám nghi ngờ Phan đại nhân. Tự tìm cái chết. Một giây kế tiếp, hắn trường kiếm sử dụng,
tại chỗ hướng Diệp Thần phóng tới. Phan Vũ lần này vô cùng có thể thành là đạo tông mới trưởng lão, nếu như hắn vào lúc này biểu hiện, Phan Vũ cái tất nhiên sẽ cao xem mình, đến lúc đó hắn ở đạo tông thân phận cũng sẽ nước lên thuyền lên. Tính toán đánh tốt, kiếm ý biến dạng sắc bén, tựa như một đầu rắn độc, hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần lạnh nhạt nhìn lướt qua đối phương tu vi, hẳn mới vừa bước vào thánh vương cảnh không lâu. Coi như không có vậy tà vật gia trì, hắn vậy đủ để chém chết, càng không cần phải nói bây giờ ma khí ngang dọc mình. Mắt xem trường kiếm thì phải đâm vào tim hắn, Diệp Thần năm ngón tay bây giờ tràn ra từng cơn ma khí, chợt hướng trường kiếm bắt đi. Phế vật, nghe nói người 5 năm trước liền lôi đài cũng không có tư cách bước vào, còn muốn núp ở người phụ nữ sau lưng, ta đây là muốn xem, người cái phế vật này qua 5 năm có phải hay không còn dậm chân tại chỗ. Đạo tông đệ tử trong con ngươi lóe lên điên cuồng, ở hắn xem ra, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, hắn nụ cười trên mặt đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện kiếm của mình, kiếm ý hoàn toàn biến mất. Rất miễn cưỡng treo ở giữa không trung bên trong. Lại nhìn về phía Diệp Thần, hắn kinh hãi phát hiện tay đối phương gắt gao bắt được thân kiếm. Vô số hắc khí bao trùm xem ra, tựa như một đầu hắc long cắn nuốt đúng thanh kiếm. Cái này, làm sao có thể? Hắn con người đều là kinh hoàng. Hắn bước ra một giọt máu tươi muốn gia tăng lực lượng, bên tai nhưng lại nghĩ tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, ta thật là tò mò, các ngươi làm sao biết ta kêu Diệp Thần? Lại làm sao biết ta 5 năm trước sự việc? Đây là Diệp Thần trong lòng nghi ngờ nhất địa phương. Vậy vị đệ tử há hốc mồm, mới vừa muốn nói chuyện, cuốn tới hắc khí lại hoàn toàn cắn nuốt hắn. Chớp mắt gian, tiếng kêu thảm thiết vang khắp. Chờ hắc khí biến mất. Phan Vũ và đạo tông tất cả mọi người lại kinh ngạc phát hiện cái đó xuất thủ đạo tông đệ tử hóa là một đạo xương trắng, rơi ở trên mặt đất. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ sinh ra rung động thật lớn. Sau lưng Ôn Thi Thi lại là theo bản năng bụng miệng. Mặc dù ban đầu Diệp Thần xuất thủ cứu các nàng, nhưng là đó hoàn toàn là cậy vào Hắc Hổ Chi Vương à. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Đại Ca thực lực lại có thể như vậy đáng sợ. Thánh vương cảnh đều là trong nháy mắt giết. Mà giờ khắc này Diệp Thần trong lòng lại là kinh ngạc. Cái này ma khí vẫn còn có như vậy tác dụng, như thế cường đại ăn mòn năng lực, người tu luyện thịt xương tại chỗ hủy diệt. Nếu như vậy mi tâm tà vật phong ấn giải trừ, có phải hay không ý nghĩa càng đáng sợ hơn? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần nhìn về phía Phan Vũ và đạo tông tất cả mọi người, mới vừa rồi vậy vấn đề, ai có thể trả lời ta? Lời này vừa nói ra, đạo tông mọi người theo bản năng lui về phía sau một bước. Diệp Thần chỉ riêng một chiêu, liền đem bọn họ rung động à. Cái này còn làm sao đánh? Phan Vũ trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, Diệp Thần, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Nếu không, lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền động. Hắc phụ cuốn lên, hướng đạo tông tất cả mọi người đi. Thật xin lỗi, cơ hội của ngươi. Ta Diệp Thần không muốn cũng được. Phan Vũ căn bản không nghĩ tới cái này Diệp Thần lại như vậy cuồng ngông, không do dự nữa, hướng mọi người nói, tất cả mọi người bày trận, bỏ mặc dám như vậy, tiểu súc sinh này phải mang đi. Dạ, đại nhân. Một giây kế tiếp, không mấy cái bóng đen tản ra, tạo thành một cái to lớn trận vòng, Diệp Thần bao phủ trong đó. Đồng thời, tất cả nhân viên chỉ nhanh chóng bóp quyết. Một giọt máu tươi bước ra. Mấy chục đạo tinh máu trên không trung va chạm, hóa là một bản màu máu lưới lớn. Lưới lớn hoàn toàn đem Diệp Thần vây khốn. Cái này xa xa không có kết thúc, Phan Vũ kêu một tiếng, ngưng sát kiếm. Thân kiếm chấn động, mấy chục chuôi cao cấp linh kiếm, tại chỗ bay ra ngoài. Tựa như lưu hành mưa vậy nện xuống. Một khi rơi vào trận pháp bên trong, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần nhìn những cái kia trường kiếm vốn là muốn cho những trường kiếm này thần phục, đủ để trấn áp những súc sinh này. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, trên người mình ma khí đang trôi qua. Nếu như lại không sử dụng chính là lãng phí. Hắn đầu gối cong, tựa như lò xo vậy phóng thích, cả người ngay tức thì vượt qua 10 mét cao. Chẳng những không dự định tránh, lại là hướng những cái kia cuồng bạo kiếm ý đi. Tin không tin? Phá các ngươi cái này cái rác dưới trận pháp,
chỉ một cái đủ rồi. Như vậy buồn cười lời nói ở những người đó xem ra phảng phất là chuyện Thiếu Lâm tức cười nhất. Nhưng là không có một người cười ra. Bởi vì Diệp Thần thật một chỉ điểm ra. Vô tận hắc khí ngay tức thì chiếm đoạt vậy phiến kiếm biển. Làm hắc khí biến mất, đùng đùng tiếng đột nhiên vang khắp. Trên đất lại là từng chuôi cong kiếm. Chính là bọn họ kiếm. Điều này sao có thể? Đạo tông đệ tử từng cái tựa như gặp quỷ vậy, mấu chốt hết thảy các thứ này quá không phù hợp suy luận. Còn không có chờ bọn họ phản ứng, Diệp Thần ngón tay mang cuồng bạo hắc khí, tựa như mũi tên đập vào trận pháp kết giới trên. Bành! Trận pháp tại chỗ vỡ vụn. Hơn 10 vị đạo tông đệ tử rối rít khạc ra máu tươi. Sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Cắn trả lực, cũng không phải là bọn họ tùy tùy tiện tiện có thể tiếp nhận. Đạo tông đệ tử ý thức được tình huống không đúng, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện đã không còn kịp rồi. Hắc khí cuồn cuộn, tựa như hóa là một đầu cự long tại tất cả bên người thân di động. Đến mức, máu tươi tách thả ra. Từng đạo thân thể hóa là xương máu, có chút liều chết chống cự, nhưng là rơi xuống một cái thủ thân phận cách kết quả. Ngắn ngủi 5 giây, hắc khí biến mất. Trên đất đều là máu tươi và thi thể, tựa như giết hại chiến trường. Mà đây giết hại chiến trường chủ nhân chính là cái đó ăn mặc đồ dạo phố, trong mắt lãnh ngạo thanh niên. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thần trên người hắc khí vậy hoàn toàn biến mất, khôi phục như vậy. Hắn lau sạch trên người máu tươi, hướng Phan Vũ đi tới, là ngươi tự mình ra tay, vẫn là ta động thủ. Ôn Lập Phong trên người có nhiều ít vết thương, ngươi đến lượt có nhiều ít nói. Phan Vũ căn bản không có thể nhận thua, cho tới nay hắn đều là đạo tông thiên tài, đối mặt một cái Côn Lôn hư phế vật, hắn làm sao cam tâm. Huống chi, hắn phát hiện Diệp Thần khí tức trên người đã biến mất. Nói cách khác, bây giờ chính là Diệp Thần thực lực chân chính. Tiểu súc sinh, không có hắc khí kia, ta xem ngươi còn có thể làm sao. Phan Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đem quanh thân khí thế tăng lên tới trạng thái tột cùng, tay cầm linh kiếm, lấy thế lôi đỉnh tung lên điên cuồng tấn công chi trào lưu. Rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh sông ngang đánh thẳng đi. Mỗi nhất kích cơ hồ đều là thánh vương cảnh đỉnh cấp. Hắn không dám chút nào khinh thị. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm quang chiếm đoạt hết thảy, kiếm khí thích ngược, giờ khắc này Phan Vũ, nghiêng hết tất cả cũng phải đem Diệp Thần chém chết. Vô tận kiếm khí, tựa như hóa là một cái bát quái hướng Diệp Thần bao phủ xuống. Diệp Thần đứng mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Chấn hồn kiếm, tới. Một đạo kiếm quang lóe lên, Diệp Thần tay cầm chấn hồn kiếm, thương long huyễn thân quyết phun trào, ngay tức thì xông ra ngoài. Sắc bén từng cơn, kiếm ảnh đầy trời. Từng đạo gió lớn tựa như ở hai người quanh thân uốn lượn. Vang vang tiếng không ngừng vang lên. Giờ khắc này, Phan Vũ và Diệp Thần trung tâm chi địa, chính là địa ngục. Dù là Ôn Thi Thi cũng không ngừng lui về phía sau, và hai người khoảng cách ước chừng 50 mét, lúc này mới dễ chịu rất nhiều hơn. Phan Vũ tất cả lực lượng bùng nổ, nhưng là Diệp Thần không có mượn những lực lượng khác, liền là muốn xem thực lực chân thật của mình có nhiều ít. Đinh! Phan Vũ vậy áp đảo tính lực lượng hiển nhiên để cho Diệp Thần có chút không chịu nổi. Kiếm quang va chạm sau đó, Diệp Thần thân thể chợt lui về phía sau, tay hắn cánh tay chuyển đến đau rát. Ấm áp cảm giác, tràn vào toàn thân. Một đạo máu tươi lại đang cánh tay rỉ ra. Trong tay chấn hồn kiếm hiển nhiên cấp bậc không đủ cao, lực phản chấn, trực tiếp đánh bay. Sâu đậm rơi vào mặt tường bên trong, không ngừng run rẩy. Phan Vũ thấy một màn này, vui vẻ cười to tiểu phế vật, vốn đang lấy là ngươi có bao nhiêu cường thế, bây giờ nhìn lại, không có vậy tà vật lực lượng, ngươi và vậy 5 năm trước như nhau, vẫn là cái phế vật. Kiếm ngươi cũng không có, lấy cái gì đấu với ta. Ta không ngại nói cho ngươi, hôm nay không chỉ ngươi phải chết, người phế vật kia sư phụ cũng phải chết. Năm đó ta đạo tông tông chủ có thể phá hủy sư phụ ngươi. Hôm nay tự nhiên cũng có thể đem các ngươi hai cái phế vật lau đi. Phan Vũ bước ra một giọt máu tươi, hơi thở lần nữa leo lên. Lần này hắn cơ hồ bước vào phản hư cảnh, hắn phải làm chính là cường thế nghiền ép. Diệp Thần rốt cuộc rõ ràng đám người này tại sao biết hắn thân phận. Thì tại sao biết 5 năm trước hắn ở Côn Lôn hư sự việc.
Đạo Tông. Cái này nhìn thấy mà giật mình hai chữ. Mang Diệp Thần cao nhất tức giận. Đã từng. Sư phụ y võ song tu, không ai bì nổi. Đánh một trận dưới, nghiền ép Đạo Tông vị thiên tài kia. Nhưng là cái này tông lại vi phạm quy tắc, trực tiếp ra tay đem sư phó đan điền hủy đi. Lâm vào là phế nhân. Sư phụ xa vào, từ đây lại nửa bước vào võ đạo. Sư phụ bề ngoài xem hết thảy vân đạm phong khinh, nhưng là chỉ có Diệp Thần biết, mỗi tương ứng thời điểm đêm khuya vắng người, sư phụ sẽ gặp len lén cầm lên một thanh kiếm, ở y thần môn trong sân ngửa mặt trông lên bầu trời. Khi đó sư phụ trong lòng tất nhiên ngút trời tức giận, nhưng không cách nào khơi thông. Bởi vì chỉ bằng hắn một tên phế nhân, căn bản không cách nào dung chuyển cái này đồ vật khổng lồ à. Sư phụ rời đi y thần môn, khá là chật vật tiến vào sát lục chi địa, chính là hy vọng có thể dựa vào chính mình lực lượng cứu vãn. Hắn đang khổ cực vùng vẫy. Diệp Thần muốn giúp à. 5 năm trước, như không có sư phụ, nào có hắn bây giờ ngày hôm nay. Nhất nhật phi sư, trung thân vi phụ. Giờ khắc này Diệp Thần, quanh thân phảng phất có một đoàn ngọn lửa chiếm đoạt. Phan Vũ cảm giác được không đúng, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay. Hắn tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, đạo môn sinh tứ tượng. Mấy chữ này, như sấm phá vỡ bầu trời, toàn bộ vạn thủy các yên lặng bị phá vỡ. Trong tay hắn sắc bén, như duyên dáng, mưu toan chiếm đoạt hết thảy. Thế giới đều tựa như đọng lại. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nâng lên vậy cháy ngọn lửa hai tròng mắt, cánh tay dương ra. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, tới. Một đạo hàn quang trực tiếp lao ra. Côn Lôn hư phần lớn người đều biết Diệp Thí Thiên có phá dương kiếm, nhưng có rất ít người biết Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Dù là ở Túy Tiên Lầu thi triển qua, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, rất ít có người cụ thể thấy rõ. Diệp Thần hôm nay liền muốn dùng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, đánh bại cái này nửa bước phản hư cảnh cường giả. Đạo Tông cừu hận, liền từ tên này trên mình bắt đầu. Từ nay về sau, hắn và Đạo Tông định trước không chết không thôi. Huyết Long đi ra. Bổn Mãng Linh Phù, đi ra. Một giây kế tiếp, một cái rồng khổng lồ màu đen chui ra. Hoặc giả là vậy ma khí ảnh hưởng, Huyết Long hơi thở cũng bị tạm thời bao trùm. Thời khắc này Huyết Long phảng phất từ vô số trong thi thể chui ra. Mà bầu trời tiếng cuồn cuộn sấm nhưng là rơi xuống. Trời xanh dị tượng. Vô số sấm sét đập vào Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên. Diệp Thần tay cầm sấm sét, lại có Huyết Long hộ thể. Ai dám ngăn trở? Phan Vũ sắc mặt đại biến, trường kiếm mới vừa đánh xuống, nhưng là bị Diệp Thần quanh thân Huyết Long trực tiếp cắn. Hắn muốn rút trường kiếm ra, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Tựa như bị gắt gao hàn ở. Trên mình ngươi tại sao có thể có long? Chẳng lẽ là vậy tà vật? Vậy tà vật cũng không cách nào ngự long à? Phan Vũ diễn cảm hoảng sợ mấy phần. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp bổ ra. Vạn Đạo Kiếm Pháp, rơi. Trần Thiên Lê Kiếm Pháp là biết bao cường hãn. Chỉ riêng một kiếm này, nhưng là để cho chung quanh thiên địa linh khí cùng với giết hại khí toàn bộ cuốn tới. Vô số lực lượng hội tụ thành một kiếm. Thiên địa biến sắc, lôi quang nổ tung. Nếu như đem một chiêu này diễn dịch đến mức tận cùng nói, chỉ sợ một kiếm dưới, Sơn Hà cũng có thể hủy diệt. Chỉ tiếc Diệp Thần Tu Vi và Trần Thiên Lê kém quá xa. Nhưng là đối phó một cái siêu phàm cảnh mà nói, dư sức có thừa. Giờ khắc này, kiếm quang chiếu rọi cả vùng. Gió lớn gầm thét, phong vân biến ảo. Diệp Thần trong cơ thể, vô tận chân khí giống như lũ lụt cuồn cuộn bị quất lấy ra. Cơ hồ cả người lực toàn bộ ngưng tụ ở một kiếm này trên. Một đạo trăm trượng kiếm ảnh ầm ầm tạo thành. Phảng phất từ trên bầu trời hoàn toàn rơi xuống. Mưu toàn phách khai thiên địa. Phan Vũ nhìn đỉnh đầu kiếm to hư ảnh, hoàn toàn luống cuống. Cái này hay là đến từ Hoa Hạ thanh niên. Y thần môn phàm căn phế vật. Nếu như thằng nhóc này là phế vật nói, vậy toàn bộ Côn Lôn hư thiên tài đều là phế vật à. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là biết đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể bước ra một giọt máu tươi rơi ở trong tay trên linh kiếm. Chợt đưa ngang trước người. Bành, bành, bành.
hắn dẫn lấy làm hãnh diện linh kiếm lại xuất hiện từng đạo vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Điều này sao có thể? Không chỉ như vậy, Phan Vũ cảm giác được cánh tay đều run rẩy. Cây bản không chống đỡ nổi à? Dù là toàn lực, thằng nhóc này rõ ràng bị mình ép đến tuyệt cảnh, thậm chí bị thương, làm sao trong nháy mắt chính là bộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế. Kiếm này, con rồng này, cái này sấm sét. Hắn duy nhất người có thể nghĩ tới, chính là Diệp Thí Thiên. Một cái Diệp Thí Thiên cũng đủ để sợ hãi. Bây giờ con mẹ nó lại có thể lại xuất hiện một cái Diệp Thần. Chẳng lẽ toàn bộ Côn Lôn hư đều phải bị họ Diệp bao phủ? Lách cách, một tiếng, Phan Vũ lại cũng không chịu nổi. Trong tay linh kiếm ngay tức thì hóa là mảnh vỡ. Đồng thời vậy trăm trượng kiếm ý ầm ầm rơi xuống. Vậy một cổ hơi thở, tựa như lật ngược cái này một phiến thiên địa. Vậy vẻ hàn quang, tựa như xé cái này một phiến bầu trời. Hắn thậm chí bên tai nghe được đầu kia long từng cơn gầm thét. Tựa như từ trên bầu trời nhìn xuống con kiến hôi. Để cho trong lòng người sợ hãi. Phan Vũ nhìn như khí thế bừng bừng kiếm chiêu, giống như gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Trăm trượng kiếm ảnh hung hãn đập vào Phan Vũ trên mình. Phan Vũ thân thể tại chỗ đập ở trên mặt đất. Trên người hắn hộ thân pháp bảo cũng là hoàn toàn vỡ vụn. Phốc! Một hớp đỏ bừng máu tươi khạc ra, Phan Vũ hơi thở thẳng tắp rơi xuống. Tựa như chó chết. Ngươi lực lượng. Phan Vũ rơi xuống đất nháy mắt, vội vàng ăn vào một viên đan dược, vừa mới chuẩn bị chém tới. Một cái bóng đen trực tiếp xông tới đây. Diệp Thần không có tiếp tục động kiếm, hơn nữa đơn giản một quyền đập ra. Phan Vũ tại chỗ bị chiến đập bay. Ngược lại là xuất hiện một đạo lỗ máu. Toàn thân xương thật giống như cũng bị chấn bể. Diệp Thần lực lượng cũng không phải là vậy người tu luyện có thể vác ở à. Phan Vũ khó khăn bị trình độ cao nhất, đây là hắn từ bước vào con đường tu luyện bắt đầu, lần đầu tiên như vậy chật vật. Hắn thân thể đụng vào trên vách tường, vừa mới chuẩn bị phản đứng ở trên đất, một đôi bàn tay vô căn cứ xuất hiện. Chính là Diệp Thần à. Diệp Thần năm ngón tay gắt gao bấu vào Phan Vũ cổ, chợt đập về phía vách tường. Vách tường lõm xuống. Phan Vũ trong miệng từng ngụm khạc ra máu tươi. Hắn nói thế nào đi nữa cũng là người à, làm sao có thể chịu được loại hành hạ này. Cho ta một thống khoái, van cầu ngươi. Phan Vũ yếu ớt thanh âm vang lên. Thống khoái. Diệp Thần cười, năm ngón tay dương ra, một cổ hấp lực bỗng nhiên tạo thành. Vậy nguyên bản rơi ở dưới đất trường kiếm, toàn bộ trôi lơ lửng ở Diệp Thần chừng. Phan Vũ thấy một màn này, tựa như đoán được cái gì, còn ngươi trợn to ngươi phải làm gì. Diệp Thần không nói gì, trực tiếp cầm một thanh trường kiếm. Sau đó hung hãn hướng Phan Vũ cánh tay đâm tới. Phốc! Trường kiếm xuyên thấu Phan Vũ cánh tay, hung hãn đóng vào vách tường trên. Đây là ngươi thiếu ôn lập phong. Diệp Thần trong tay lại là xuất hiện một thanh kiếm, lần nữa hung hăng xuyên thấu Phan Vũ thân thể đóng vào trên tường. Một kiếm lại một kiếm. 10 giây sau này, Phan Vũ trên mình trường kiếm san sát. Nhìn thấy mà giật mình. Cái này còn làm sao chơi à? Mấu chốt Diệp Thần tránh được chỗ hiểm, Phan Vũ muốn chết cũng không khả năng. Thậm chí lấy ngân châm để cho Phan Vũ cảm giác đau vô hạn phóng đại. Như vậy thứ nhất, Phan Vũ phải chịu thống khổ là ôn lập phong ước chừng 100 lần à? Hắn thời khắc này trạng thái lại là nửa chết nửa sống. Van cầu ngươi giết ta, van cầu ngươi. Phan Vũ duy nhất có thể làm chính là cầu xin tha thứ và rên rỉ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, yên lặng đốt lên một điếu thuốc, nhàn nhạt nói hai chuyện, trả lời ta cân nhắc cho một mình ngươi thống khoái. Thứ nhất, ta sư phụ ở nơi nào, các ngươi hẳn nắm giữ tin tức đi. Thứ hai, các ngươi vì sao như vậy chú ý vậy tà vật. Phan Vũ gắt gao nhìn một cái Diệp Thần, rất biết mình vùng vẫy cũng vô ích. Hắn bây giờ duy nhất mong muốn chính là chết à. Sư phụ người bây giờ tung tích ta không biết. Lời nói mới vừa rơi xuống, Diệp Thần trong tay lại là xuất hiện một thanh kiếm, cắm vào Phan Vũ thân thể. Lại cho ngươi một lần tổ chức lời nói cơ hội. Diệp Thần đưa lưng về phía Phan Vũ, run lên cho khói. Phan Vũ suy tính mấy giây, vẫn là hữu khí vô lực nói ta thật không biết, nhưng là ta biết một chuyện liên quan tới thầy ngươi.
ba ngày sau, sư phụ ngươi muốn cùng sát lục chi địa một vị cao cấp đan sư, so thuật luyện đan. Một khi sư phụ ngươi thắng được, vậy cao cấp đan sư phải giúp sư phụ ngươi làm một chuyện, vô luận chuyện gì. Nghe được câu này, Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, hắn mơ hồ biết sư phó ý đồ. Chẳng lẽ hắn tiến vào sát lục chi địa, muốn cứu vãn y thần môn, cái này cao cấp đan sư chính là cửa đột phá. Côn Lôn hư đan sư thân phận tôn quý. Dẫu sao đan dược không chỉ có thể chữa thương, cũng có thể để cho người không hạn chế đột phá tu vi. Ai có thể nắm giữ đan dược tài nguyên, liền tương đương với nắm giữ Côn Lôn hư quyền phát biểu. Nếu như ta sư phụ thua đâu? Diệp Thần nhíu mày nói. Nghe được câu này, Phan Vũ đột nhiên cười âm hiểm không có nếu như, sư phụ ngươi hành động này là cô độc nhất ném, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vị kia đan sư ở Côn Lôn hư thân phận cũng không có so tôn quý, sư phụ ngươi lại làm sao có thể thắng được. Hơn nữa lần này luyện chế chủ đề là thượng cổ đan dược. Dù là sư phụ ngươi là y thần môn trưởng môn, hắn có cái gì tư cách tiếp xúc thượng cổ đan dược. Một khi sư phụ ngươi thua, liền muốn thành là vậy cao cấp đan sư đan dẫn, đưa vào lò luyện đan bên trong, sống bị luyện hóa. Nghe được câu này, Diệp Thần diễn cảm đại biến. Đánh cuộc này tập trung cũng quá lớn liền đi. Sư phụ lại đem mệnh đánh cuộc. Giống như loài người khu, nếu như thành là đan dẫn, bị ngọn lửa luyện hóa, loại đau khổ này sống không bằng chết à. Mấu chốt sư phụ cố nhiên là y thần môn trưởng môn, cứu người thuật có thể ở Côn Lôn hư coi là lên cường giả, nhưng là thuật luyện đan cũng không phải hắn cường hạng à. Đây quả thực là dốc toàn lực à. Đánh cuộc này tập trung là ai nói? Diệp Thần thanh âm lạnh xuống. Phan Vũ khạc ra một ngụm máu tươi, âm u cười dĩ nhiên là vậy sát lục chi địa cao cấp đan sư, căn cứ ta đạo tông điều tra, cái này đan sư là Côn Lôn hư đan minh một vị trưởng lão, mười mấy năm trước bị người mời trấn giữ sát lục chi địa, này người tính cách cổ quái, vô cùng tàn nhẫn, tới sát lục chi địa sau đó, chính là nghiên cứu lấy người luyện tiên đan. Dẫu sao ở bên ngoài, loại này tàn nhẫn thủ đoạn tất nhiên sẽ bị người chỉ trích. Nhưng là sát lục chi địa không giống nhau, hắn không có quy tắc. Thực lực liền là chân tránh quy tắc. Diệp Thần trong lòng cố nhiên tức giận, nhưng vẫn là tỉnh táo lại, tiếp tục nói vậy tà vật và các ngươi đạo tông có quan hệ thế nào. Phan Vũ vẫn là đạo vậy tà vật là nửa tháng trước ra đời, ta đạo tông tông chủ cực kỳ cảm thấy hứng thú, liền để cho người ở sát lục chi địa lưu ý. Gần đây căn cứ một ít đầu mối, theo dõi đến nơi này, do ta tạm thời xử lý. Đây cũng là ngươi muốn biết hết thảy. Còn nữa, ta không ngại nói cho ngươi, bên ngoài còn có thế lực chú ý nơi này hết thảy, nếu như ta không có còn sống đi ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần lấy được tất cả mọi người câu trả lời, phát hiện mình ngược lại là bất chi bất giác cuốn vào đến sát lục chi địa phân tranh bên trong. Bất quá hắn cũng mặc kệ những chuyện khác, hắn bây giờ phải làm chính là ngăn cản sư phụ và vậy đan sư đấu tranh. Phan Vũ nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói ta đem biết tất cả nói hết ra, người muốn giữ lời hứa, cho ta một thống khoái. Diệp Thần lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn một cái Phan Vũ, cười lạnh một tiếng lời hứa. Ngại quá, ta Diệp Thần cũng không muốn làm cái gì quân tử, đối với ta kẻ địch, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Ngươi, Phan Vũ tức giận khạc ra một ngụm máu tươi, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Ngươi chết không được tử tế. Diệp Thần trong tay xuất hiện mấy cây ngân châm, không có một chút do dự, trực tiếp bắn ra. Ngân châm run rẩy. Vốn là Phan Vũ còn không có cảm thấy cái gì, một giây kế tiếp, nhưng là phát hiện mình trên mình tựa như bị dù sao cũng con kiến phệ cắn. Loại cảm giác này so một kiếm kia kiếm đâm vào thân thể còn thống khổ hơn à. Hắn dữ tợn, hắn gầm thét, nhưng là căn bản không có dùng. Diệp Thần xoay người trực tiếp mang Ôn Thi Thi hướng phòng khách đi tới. Tới đến đại sảnh, Ôn Thi Thi thời gian đầu tiên thấy được nhìn thấy mà giật mình Ôn Lập Phong cùng với trọng thương tỷ tỷ Ôn Đình Đình. Ba, ngươi tại sao có thể như vậy? Ôn Thi Thi nước mắt căn bản không nhịn được, rào rào chảy xuống. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lòng như cho tàn Ôn Lập Phong thấy Diệp Thần và Ôn Thi Thi xuất hiện, tròng mắt trợn to. Đám người kia nhưng mà tiến vào bên trong. Nữ nhi và giáo quan lại có thể không có chết. Làm sao có thể? Hắn nhưng mà rõ ràng hai người này thực lực,
đối với Phan Vũ và những cái kia đạo tông đệ tử căn bản không có thể ngăn cản. Những tên kia đâu, bọn họ thả các ngươi. Ôn Lập Phong ngay tức thì thanh tỉnh, lại là trợn to mắt mâu nói. Hắn trong mắt trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Ôn Thi Thi lắc đầu một cái, nhìn một cái Diệp Thần, giải thích ba, là Diệp đại ca đem những người đó giết tất cả. Cái gì? Nghe được câu này, không chỉ Ôn Lập Phong kinh hô thành tiếng, liền liền dưới đáy tỷ tỷ Ôn Đình Đình cũng là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Không có vậy Hắc Hổ Chi Vương loại này giết hại hung thú, cái này Diệp Thần làm sao có thể ngăn cản những người đó? Trong những người này có thể phần lớn đều là thánh vương cảnh vậy tồn tại. Đừng nói siêu phàm cảnh và nhập thánh cảnh, phần lớn người cũng không có tư cách ngăn trở à. Nàng thời gian đầu tiên giác được muội muội mình ở xem đùa giỡn, nhưng là làm cảm nhận được Diệp Thần trên mình nồng đậm mùi máu tanh. Nàng không được không tin. Diệp Thần gặp tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, một bước bước ra, chuyện này trễ giờ đang thảo luận, trước hay là đem các ngươi cứu được đi. Ôn Lập Phong, có thể sẽ có chút đau, người nhịn một chút. Dứt lời, Diệp Thần ngón tay giương ra, một cổ lực lượng vô hình hướng Ôn Lập Phong đi. Mở. Diệp Thần con người đông lại một cái, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, vậy cắm ở Ôn Lập Phong trên người vô số gai gỗ trực tiếp bay ra. Đinh đinh đinh. Lại là đóng vào vách tường trên. À. Cường đại đau đớn cảm giác tấn công tới, Ôn Lập Phong suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần vội vàng đem đối phương đỡ, từ luân hồi mộ địa lấy ra một chai trước luyện chế nước thuốc, từng giọt rơi vào vết thương trên. Nước thuốc ngay tức thì thấm vào đến Ôn Lập Phong thân thể bên trong. Đồng thời, Diệp Thần một chỉ điểm ra, vô tận chân khí tràn vào đến Ôn Lập Phong trên mình. Một dòng nước ấm ngay tức thì ở trên người hắn dòng nước chảy. Quỷ dị chuyện xảy ra, Ôn Lập Phong vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương lại một điểm một giọt khỏi rồi. Mặc dù có vết sẹo, nhưng là cái này có thể nói thần tích à. Hai tỷ muội thấy một màn này, lại nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng tựa như tung lên sóng gió kinh hoàng. Các nàng từ chưa từng nghĩ, một cái võ đạo thực lực như vậy nghịch thiên người, lại còn biết loại này y đạo thuật. Chẳng lẽ Diệp Thần là y võ song tu? Thế gian vẫn còn có loại thiên tài này. Ôn Lập Phong nhất có thể cảm nhận được Diệp Thần đáng sợ, hắn kinh ngạc nói, giáo quan. Ngươi lại còn biết y đạo. Diệp Thần gật đầu một cái, buông lỏng tay. Chậm chút thời điểm ta cho ngươi luyện chế một ít đan dược, ngươi thương thế thì biết xong hết rồi. Nói xong, Diệp Thần nhìn về phía bên kia Ôn Đình Đình. Đối phương thái độ lại nữa ngạo mạn, trong tay hắn cầm ra mấy cây ngân châm, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Đồng thời, lấy ra hai viên đan dược. Cái này hai viên đan dược, ngươi trước sau ăn vào. Sau đó vận công chữa thương, hẳn sẽ dễ chịu một ít. Bất quá thời gian ngắn, tốt nhất không muốn lại dùng đan điền, dễ dàng tái phát. Ôn Đình Đình có chút hoảng hốt. Một giây kế tiếp, nàng trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi hai lần xuất thủ cứu giúp, ta Ôn Đình Đình đời này nguyện ý là Diệp tiên sinh làm trâu làm ngựa. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Ôn Lập Phong cũng là quỳ xuống, giáo quan. Nếu như hôm nay không có ngươi, ta và ta hai cô con gái tất nhiên đã sớm bước lên đường suối vàng. Phần này đại ân đại đức, ta sợ là cả đời cũng không trả nổi. Ôn Thi Thi gặp phụ thân và tỷ tỷ cũng quỳ rồi, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống, Diệp Thần bước chân đạp một cái. Một cổ vô hình đợt khí cuộn sạch. Ba người cũng vững vàng đứng lên. Ngươi sinh là long hồn người, chết cũng là long hồn quỷ, nhưng là có ta thành tựu long hồn tổng giáo quan một ngày. Dù là Diêm Vương cũng không có tư cách lấy đi mạng ngươi. Các ngươi trước mình chữa thương chốc lát, còn có chút cái đuôi, ta cần xử lý. Nói xong, Diệp Thần liền hai tay chắp sau lưng, sải bước hướng phía trước đi. Nếu đã tới, hắn phải đem những thế lực kia hoàn toàn lau đi. Nếu không cái này ba người vẫn là có nguy hiểm. Cùng lúc đó, Vạn Thủy Các đối diện nhà cao lớn bên trong. Lầu 9. Một người thanh niên đi tới lui. Người này chính là Giang La. Hắn và Phan Vũ đoạn này thời gian một mực đang quan sát Vạn Thủy Các. Nhưng là ngay tại một tiếng trước, Phan Vũ mang đạo tông đệ tử đi Vạn Thủy Các, đến bây giờ cũng không có tin tức. Vậy Vạn Thủy Các mấy người cảnh giới không cao, Phan Vũ mang theo nhiều người như vậy,
theo lý mà nói hẳn rất mau liền đi ra mới đúng. Tại sao đến bây giờ cũng không có nhúc nhích? Giang La cảm giác được không đúng, mắt phải một mực đang nhảy, hắn dự định tự mình đi xem. Người đâu, chuẩn bị kiếm. Chúng ta đi một chuyến Vạn Thủy Các. Nhưng là lời nói rơi xuống, nhưng là một phiến yên lặng. Ừ. Giang La lại nói một lần, người đâu? Tất cả đi đâu? Đột nhiên, một đạo bất thình lình thanh âm vang lên, không cần kêu, những thủ hạ của ngươi tất cả đều ở đường suối vàng chờ ngươi. Giang La ngẩn ra, cái này một tầng lầu rõ ràng chỉ có hắn một cái. Tại sao phải đột nhiên có thanh âm? Hắn chợt bắn về phía thanh âm ngọn nguồn, phát hiện một người thanh niên đang dửng dưng như thường ngồi, trong miệng rút ra một điếu thuốc. Thần không biết quỷ không hay. Giang La sắc mặt đại biến, một giây kế tiếp, sau đó chính là cầm lên một kiểu đồ, hướng chỗ ngồi thình lình thanh niên đập tới. Còn không có rơi xuống, hắn nhưng là phát hiện một cổ lực lượng vô hình ngăn cản hắn. Sau đó, hắn thân thể treo nổi lên. Một cổ nghẹt thở cảm giác lại là tấn công tới. Rất là khó chịu. Hắn thân thể không ngừng bị đè ép, tựa như rất nhanh sẽ hóa là một đạo xương máu. Đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Gia tộc hắn ở sát lục chi địa có quyền thế, ai dám động hắn à? Ngươi không thể giết ta, ta là Giang gia con một, ta Giang gia ở sát lục chi địa là vương, ngươi như giết ta, ta phụ thân nhất định muốn ngươi cửa nát nhà tan. Nghe được câu này, Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, hỏi, nếu gia tộc ngươi ở chỗ này có quyền thế, vậy ngươi có biết sát lục chi địa mạnh nhất đan sư là ai? Mạnh nhất đan sư? Giang La ngẩn ra, mặc dù không biết đối phương hỏi cái này là mục đích gì, nhưng vẫn là nói, sát lục chi địa chỉ có một vị chân chính cao cấp đan sư, người này đến từ Đan Minh, ở sát lục chi địa lấy người luyện đan, tên là Hồng Đào. Diệp Thần cơ hồ xác định chính là người này. Tiếp tục nói, người có biết cái này Hồng Đào bây giờ ở nơi nào? Nếu không cách nào chắc chắn sư phó tung tích, vậy nếu như tên này chết, sư phó kia cũng chỉ an toàn. Ở Diệp Thần trong mắt, người bất kỳ cũng không có tư cách động sư phụ. Nếu như có, giết chính là. Giang La tự nhiên cảm giác được Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh ý định giết người. Hắn nhìn Diệp Thần, con người có chút sợ hãi. Ở Ngọc Thương Sơn sát lục chi địa. Chu vi mấy chục dặm, người nào không biết Hồng Đào uy danh. Ban đầu sát lục chi địa vị kia tự mình đem Hồng Đào từ Đan Minh mời tới, lại là hứa hẹn, toàn bộ Côn Lôn hư không người có thể nhúc nhích hắn. Sát lục chi địa hung hiểm dị thường, có chút Côn Lôn hư tông môn cũng không dám tùy tiện bước vào. Vị kia hứa hẹn đủ để cho Hồng Đào không chút kiêng kỵ thử nghiệm luyện đan. Không biết nhiều ít cường giả linh mạch, máu tươi bị rất miễn cưỡng tước đoạt. Thành là Hồng Đào luyện đan dược liệu. Thảm vô nhân đạo. Nhưng là đây cũng là Hồng Đào cao nhất đại đạo. Mười mấy năm qua, Hồng Đào rời đi Đan Minh, mặc dù không lại là Đan Minh trưởng lão, nhưng là ở sát lục chi địa đủ để coi là lên là dưới một người trên vạn người. Vô số cường giả bảo vệ, không người nào có thể dung chuyển. Mà bây giờ cái thằng nhóc này lại mưu toan chém chết Hồng Đào. Không muốn sống nữa. Diệp Thần gặp Giang La hồi lâu không mở miệng, năm ngón tay nắm chặt, uy áp cường đại ngay tức thì phóng thích. Ken két ca. Giang La xương tại chỗ nứt ra tới. Để cho hắn thống khổ đến mức tận cùng. Đại nhân, ngừng ngừng ngừng. Ta nói, ta cái gì đều nói. Vậy Hồng Đào một mực ở phía bắc một nơi nhà sang trọng bên trong, chỗ này nhà sang trọng là sát lục chi địa vị kia đưa cho hắn, cơ hồ có trăm vị cường giả bảo vệ. Không người dám đến gần nửa bước. Diệp Thần nhíu mày một cái, tên này trong miệng một mực vừa nói sát lục chi địa vị kia, rất hiển nhiên vị kia thân phận xa xa cao hơn Hồng Đào. Chẳng lẽ là nơi này nắm giữ? Ngươi nói vị kia lại là ai? Diệp Thần nói. Giang La nghe được câu này, diễn cảm thay đổi sợ hãi đứng lên, lại là lắc đầu, đại nhân, vị kia ta là tuyệt đối không dám nói tới à? Nếu không... Dù là ta sống đi ra ngoài, cũng sẽ so chết còn thảm. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng ở trong không khí phách động, nhìn về phía Giang La, một vấn đề cuối cùng, người hẳn nghe nói qua Hồng Đào và Y Thần môn trưởng môn ba ngày sau luyện đan đánh cuộc đi. Nghe qua. Vậy Y Thần môn trưởng môn Đoạn Hoài An tung tích, ngươi có biết? Giang La lắc đầu một cái, đại nhân, cái này đánh cuộc đã mưa gió cả thành,
không có người nào không biết, nhưng mà từ đoạn Hoài An xuất hiện qua một lần sau đó, liền biến mất không thấy, hết mấy thế lực cũng tìm người này, nhưng là cũng không có tung tích. Đạo tông người cũng ở đây tìm bọn họ, nhưng mà mỗi lần có chút đầu mối, cũng lại đột nhiên cắt đứt. Bất quá có một chút có thể xác định, đoạn Hoài An ở nơi này sát lục chi địa trong. Đại nhân, ta đem biết đều nói cho ngươi, ngươi có thể hay không thả ta đi, ta thề, ta Giang gia tuyệt đối sẽ không trả thù. Diệp Thần có nhiều thú vị gật đầu một cái, đem Giang La trên người trói buộc trực tiếp triệt tiêu. Giang La thấy vậy, thật dài thở ra một hơi, vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là ở vang lên bên tai, ta có nói để cho ngươi đi rồi chưa? Giang La ngẩn ra, quay đầu nháy mắt, một hồi long khiếu vang lên. Một giây kế tiếp, ở hắn sợ hãi trong con ngươi, Giang La thân thể tại chỗ bị một đầu huyết long chiếm đoạt. Xương máu từng cơn, toàn trường tĩnh mịch. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần đi tới bên cửa sổ, hướng phía bắc nhìn một cái, dĩ nhiên là phát hiện một tòa kiến trúc. Kiến trúc toàn thân đỏ lên, vô cùng cái thiết kế cảm, vòng ngoài lại là tương tự cửa sổ sát đất vậy, ở ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên ánh sáng. Dù là đặt ở Hoa Hạ, vậy đủ để đánh giá chọn kiến trúc nghệ thuật giải thưởng lớn. Mấu chốt vậy kiến trúc chung quanh phun trào ra một đạo cực mạnh trận pháp. Trận pháp trên còn có cái này một tôn đan đỉnh hư ảnh. Xem ra chính là địa phương này, Hồng Đào, nếu ta không tìm được sư phụ, vậy cũng chỉ có thể từ trên mình ngươi ra tay. Cùng lúc đó, Đạo Tông Tông Chủ và một vị Đạo Tông Kim Bào Trưởng Lão ở vách đá bên trong nhìn xuống toàn bộ Côn Lôn hư. Hà Trưởng Lão, cái này mấy ngày, vì sao ta luôn cảm giác Đạo Tông xảy ra chút sự việc? Làm nhắm mắt nghỉ ngơi lúc đó, trong mộng tổng sẽ xuất hiện một đạo thân ảnh kia đứng ở thần long trên, trôi lơ lửng chân trời, trên cao nhìn xuống nhìn ta Đạo Tông, kiếm trong tay hắn dẫn động thiên địa dị tượng, tựa như một kiếm là có thể chém Đạo Tông. Đạo Tông Tông Chủ thở dài một tiếng nói, cái ác mộng này đã kéo dài rất lâu. Vậy mà nói, hắn tu vi và cảnh giới, không thể nào sẽ xuất hiện loại này lời nói vô căn cứ mộng. Duy nhất giải thích, chính là có đạo lực tính ở biểu thị cái gì? Mộng phản ứng thực tế. Đây cũng là Đạo Tông Tông Chủ phiền muộn một trong những nguyên nhân. Vị kia đầu tóc bạc trắng, ăn mặc đạo bào trưởng lão, nhìn một cái Đạo Tông Tông Chủ, cười, Tông Chủ, ngài đều nói đây chẳng qua là mộng, mộng và thực tế thường thường ngược lại, phỏng đoán đạo thân ảnh kia chính là Tông Chủ ngài đi. Đạo Tông Tông Chủ lắc đầu một cái, không phải ta dám khẳng định, cái loại đó cảm giác đè nén là ta chưa bao giờ có, ta đang suy nghĩ Côn Lôn hư có phải là thật hay không có như vậy một cái ngự long thanh niên, đạp không tới, nói không chừng ngày hôm đó lại là Đạo Tông ngày tận thế. Bạch Phát Trưởng Lão rơi vào trầm tư, đột nhiên hỏi, Tông Chủ, trong giấc mộng, người có thể thấy rõ vậy ngự long thanh niên hình dáng. Đạo Tông Tông Chủ lắc đầu một cái, nếu như thấy rõ. Ta cũng sẽ không hôm nay tới tìm ngươi, Hà Trưởng Lão ngươi là Đạo Tông duy nhất một có thể nói số mạng tồn tại. Ngươi hiểu thiên cơ, càng hiểu tương lai, ta hy vọng ngươi là ta coi là một quẻ, tìm cái này mộng cảnh căn nguyên. Vậy coi là phòng ngừa tại chưa xảy ra đi. Hà Trưởng Lão nghĩ sâu xa mấy giây, vẫn gật đầu. Này chờ thuật pháp quá mức nghịch thiên, mỗi thi triển một lần, chính là đối với tu vi cực lớn hao tổn. Rất nhiều đã lâu hậu. Thậm chí một giọt máu tươi xa xa không đủ. Nhưng là Tông Chủ đều nói như vậy, hắn liền không có lựa chọn. Tông Chủ, trong giấc mộng bóng người có đặc điểm gì, người mô tả một phen. Đạo Tông Tông Chủ con người híp lại, cẩn thận nhớ lại, sau đó đứt quãng nói, cái này người thanh niên có một cái vạn trượng cự long bầu bạn, hắn sau lưng có một thanh kiếm. Còn nữa, hắn ấn đường xông ra một đạo ngọn lửa cực mạnh. Ngọn lửa dậy. Trên bầu trời vạn trượng lôi kiếp rơi xuống. Thanh thế thật lớn, dưới mắt ta chỉ biết là những thứ này. Nghe được mấy câu nói này, Hà Trưởng Lão trong đầu bản năng xuất hiện một đạo thân ảnh, sau đó, tay hắn chỉ bóp quyết, một đạo phù văn trực tiếp ở lòng bàn tay tạo thành. Thiên đạo truyện, là ta phương khống, vạn cổ chi tích chữ, thuật pháp phi tôn, ta nguyện ý lấy tu vi cháy chi giá phải trả, phá vỡ hết thảy xương mù dày đặc. Chỉ là sau lưng chân tướng. Mọi thứ nghi hoặc, cùng thiên cộng bàn về, mở. Một tiếng giống giận, Hà Trưởng Lão một giọt máu tươi đột nhiên bắn ra, sau đó ầm ầm nổ tung.
Đồng thời, Hà trưởng lão ném ra một quả trận bàn điên cuồng chuyển động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm sắp đến mắt thường không cách nào thấy rõ, lại có thể hình thành một bức họa mặt. Trong hình bóng người và đạo tông tông chủ miêu tả cơ hồ giống nhau như đúc. Thần long, vạn trường sấm sét, ấn đường lửa. Đạo thân ảnh kia chậm rãi đi tới. Nhưng là kết quả vẫn như nhau, không thấy rõ cụ thể. Tựa như bị người cưỡng ép che đậy vậy. Hà trưởng lão khẽ di một tiếng, làm sao có thể, này chờ thuật pháp, hết thảy đồ cũng sẽ hiện ra. Vì sao đạo thân ảnh kia vẫn là như vậy mơ hồ, giống như cả thiên đạo đều không cách nào đụng chạm. Côn Lôn hư vẫn còn có loại người này. Đạo tông tông chủ cực kỳ nghiêm túc nói, Hà trưởng lão, có thể có biện pháp đem thực chất hóa, người này quan hệ đến ta đạo tông tồn vong. Ta phải ở chỗ này tử lớn lên trước đem giết chết, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đạo tông cũng có thể bởi vì người này mà biến mất. Hà trưởng lão thở dài một hơi, đem cổ lên ngọc bội lấy ra. Lần nữa một giọt máu tươi bước ra. Ánh sáng lóe lên. Ngọc bội tại chỗ vỡ vụn, mà một đạo ánh sáng nhưng là bắn vào bộ kia hình ảnh trên. Hình ảnh dần dần rõ ràng. Thanh niên đường danh nhưng là hoàn toàn hiển lộ. Đạo tông tông chủ ngay tức thì cảm thấy quen mắt, ngón tay nắm chặt, một bức họa giống như xuất hiện ở trong tay. Bức họa trong là một cái lãnh ngạo thanh niên. Thần long bàn lượn quanh, sấm sét cùng nhau động. Chính là Côn Lôn hư người người sợ hãi Diệp Thí Thiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đạo tông vận mệnh cuối cùng lại là hủy ở cái này Diệp Thí Thiên trong tay. Đạo tông tông chủ trong lòng cuốn lên ngàn trượng lửa giận. Đạo tông giàu gì là thượng cổ mà đến tông môn, hắn và Diệp Thí Thiên không thù không oán, vì sao phải hủy hắn đạo tông cơ nghiệp. Diệp Thí Thiên, một tiếng giống giận. Trong tay hắn bức họa ngay tức thì hóa là bột. Đồng thời mặt đất chấn động kịch liệt liền đứng lên. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới trong hình thanh niên, mặt mũi đang từ từ thay đổi. Mơ hồ bây giờ lại thích giống như biến thành Diệp Thần dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Hà trưởng lão lại cũng không chịu nổi hình ảnh kia trong tràn ra lực lượng. Phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng bị đánh bay ra ngoài. Hơi thở yếu ớt. Hình ảnh cũng theo đó biến mất. Hà trưởng lão. Đạo tông tông chủ liền vội vàng tiến lên, đem Hà trưởng lão đỡ lên, cũng lấy ra một viên đan dược, để cho đối phương ăn vào. Nhưng mà cho dù đan dược ăn vào, vậy không có chút nào tác dụng. Đạo tông tông chủ cảm thấy không đúng, trước kia mỗi lần như vậy, Hà trưởng lão đỉnh hơn yếu ớt mấy ngày mà thôi, lần này lại có thể bị nặng như vậy tổn thương. Trên người sức sống cũng đang cấp tốc trôi qua. Hắn không để ý tới cái gì, vội vàng chỉ điểm một chút ở Hà trưởng lão trên ấn đường, liên tục không ngừng chân khí phun trào đi. Như vậy dưới, Hà trưởng lão mới phải bị một ít, lại là mở mắt ra cảm ơn tông chủ. Hà trưởng lão, ngươi không cần lên tiếng, ta vậy thì đi cho ngươi mời Côn Lôn hư tốt nhất bác sĩ. Hà trưởng lão nhưng là cự tuyệt nói, tông chủ, ta thân thể ta rõ ràng, người bất kỳ cũng không cứu được ta. Từ thiên đạo cắn trả trình độ tới xem, Diệp Thí Thiên thân phận tuyệt không bình thường. Thậm chí cả thiên đạo cũng không thể khống chế, loại người này sau này thành tựu đem áp đảo Côn Lôn hư trên. Khụ khụ khụ, bất kể như thế nào, tông chủ nhất định phải tìm được Diệp Thí Thiên, cũng đem thằng nhóc này chém chết. Còn có một chút, mới vừa rồi ở một khắc cuối cùng, ta phát hiện cái này Diệp Thí Thiên mặt mũi. Hà trưởng lão lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời đột nhiên một đạo thần lôi rơi xuống. Trực kích Hà trưởng lão. Thần lôi cường thế vô cùng, đạo tông tông chủ vốn định ngăn trở, nhưng là phát hiện căn bản không có tư cách. Đây chính là thiên đạo lực, ai dám kháng cự. Đạo tông tông chủ sắc mặt đại biến, vội vàng chạy đi cứu Hà trưởng lão, nhưng trực tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Thần lôi rơi xuống, ở Hà trưởng lão sợ hãi trong mắt bên trong. Hà trưởng lão thân thể trực tiếp hóa là xương máu. Mặt đất lại là xuất hiện một cái ba thước sâu cái hố. Có thể gặp uy lực. Đạo tông tông chủ nhìn trước mắt hết thảy giận không kềm được. Đạo tông lúc này tổn thất một vị cực kỳ trọng yếu trưởng lão. Diệp Thí Thiên, ta không giết ngươi, không bao giờ làm người. Một đạo kinh thiên nộ hống vang khắp ở vách núi trên, thật lâu không ngừng. Ở đạo tông tông chủ xem ra. Hết thảy đầu sỏ,
đều là bởi vì Diệp Thí Thiên. Không lâu lắm, một cái đạo tông đệ tử nhưng là vội vội vàng vàng chạy tới. Khi thấy cảnh tượng trước mắt cùng với thuộc về bùng nổ danh giới tông chủ, hắn dừng bước lại, không dám đến gần một bước. Đạo tông tông chủ ngẩng đầu lên, tự nhiên phát hiện đối phương tồn tại, chuyện gì? Hắn thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Hàn tới xương tủy. Đạo tông đệ tử vội vàng quỳ xuống, thanh âm run rẩy nói, tông chủ, ta là sinh mệnh điện Chu Năng, ngay vừa mới rồi, ta phát hiện đạo tông phái đi một nhóm đạo tông cường giả, toàn bộ chết. Cơ hồ là cùng trong chốc lát. Cái gì? Đạo tông tông chủ chớp mắt gian liền xuất hiện ở Chu Năng trước mặt, năm ngón tay giương ra, bóp đối phương cổ, nếu như ta không đoán sai, lần này nhưng mà Phan Vũ tự mình dẫn đội đi, Phan Vũ nửa bước phản hư cảnh. Dù là gặp phải sát lục chi địa cường giả, muốn chạy trốn lấy mạng chắc làm đến, làm sao có thể tất cả đều chết. Tông chủ, thật 100% à, ta hoài nghi, sát lục chi địa có người cố ý đối với chúng ta đạo tông người ra tay. Hừ, đạo tông tông chủ chợt đem người đệ tử kia quăng ra ngoài. Tiếp liền hai người đánh để cho hắn tâm tình vô cùng phiền não. Một cái đường đường đại tông, lại rơi được như vậy cục diện bị động. Bất kể là ai, đều không có thể tha thứ. Hắn trầm tư chốc lát, ra lệnh, lần này, để cho giết điện ba vị trưởng lão tự mình đi một chuyến sát lục chi địa, điều tra chuyện này, một khi tra ra, tuyệt không nhân nhượng. Vạn Thủy Các. Diệp Thần cũng không có vội vã đi tìm Hồng Đào, ba ngày thời gian đủ. Trước lúc này, Vạn Thủy Các tương đối không an toàn. Nếu như Ôn Lập Phong và nàng hai cô con gái không còn sớm chút rời đi, những thế lực kia vẫn sẽ để mắt tới Vạn Thủy Các. Đến lúc đó như không có mình, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm Diệp Thần đi tới Vạn Thủy Các, dĩ nhiên là thấy Ôn Lập Phong và hai tỷ muội đang sửa sang hành lý. Giáo quan, Ôn Lập Phong thấy Diệp Thần, vội vàng nói. Các ngươi đây là chuẩn bị phải đi. Diệp Thần hiếu kỳ nói. Ôn Lập Phong gật đầu một cái. Giáo quan, ta ở chỗ này nán lại hồi lâu, nơi này quy tắc ta so người bất kỳ đều biết, nhất định sẽ có người tìm tới nơi này, dù là Vạn Thủy Các người sau lưng bảo vệ ta cũng là vô ích. Bây giờ nếu như không đi nữa, không quá ba ngày, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nghe được vấn đề này, Ôn Lập Phong có chút do dự, hắn nhìn một cái Diệp Thần, trực tiếp một tiếng quỳ xuống. Giáo quan! Ta có cái yêu cầu quá đáng. Dĩ nhiên nếu như giáo quan cự tuyệt, ta cũng sẽ không làm khó. Diệp Thần nhìn một cái Ôn Lập Phong, mở miệng nói, ngươi là long hồn người, ta là giáo quan, có bất kỳ khó khăn ra thường nói đi, nếu quả thật không có dung thân chỗ, ta cũng biết đề cử các ngươi một cái chỗ đi. Ôn Lập Phong lắc đầu một cái, nhìn một cái vậy hai cái đang sửa sang hành lễ xanh đôi nữ nhi, nghiêm túc nói, giáo quan, ta dự định đi tìm một người bạn. Nhưng là ta không xác định người bạn kia phải chăng nguyện ý thu nhận chúng ta, ta mục tiêu quá rõ ràng, không biết phía trước nguy hiểm như thế nào, nếu như mang theo ta vậy hai cô con gái, nhất định sẽ bị người để mắt tới. Cho nên, ta hy vọng giáo quan có thể giúp ta chiếu cố các nàng mấy ngày, liền mấy ngày. Giáo quan yên tâm, sát lục chi địa, có rất ít người biết cái này hai người là con gái ta, dù là biết, chỉ sợ cũng chết ở huấn luyện viên trong tay. Mấy ngày sau, ta đem hết thảy sự việc nghỉ ngơi, rồi mời vị bằng hữu kia phái người tới đón các nàng. Diệp Thần nhìn một cái quỷ dưới đất Ôn Lập Phong, có chút do dự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.